không thấy anh, gió yêu yêu lòng bỗng nghe buồn. Hẹn một giây nghe bằng thế kỷ sau, em đã yêu lần đầu anh đấy lần sau. Yeah. Giấc vừa này mà nghe nhạc trữ tình, nghe cái bộ êm tai của anh cô Hồng ha. Dạ, anh hai mới qua. Nhạc sống hả cô? Trời, em muốn chết này chứ mà sống gì anh ơi. Sao vậy? Thì đó, anh coi quán ế quá, cho nên em phải mới mua này về hát. Đó, anh coi đi. Có cục gì thế hả? Dạ. Dạ, nhỏ nhỏ mà cũng có vỏ ha. Có cục gì mà nghe cũng lớn quá chứ. Trời ơi, quán ế mà cô đầu tư vậy thôi, ngon lành vậy thôi chứ. Dạ, thì tại vì quán ế em mới đầu tư đó anh. Sao tôi thấy cô ế quá, cô không đầu tư cho cô đi. Thì em cũng đầu tư, nhưng mà sao không ai rước em hết trơn có trụi à. Ủa, mà anh uống gì? Uống như kỹ. Có liền. Hôm qua, cái thằng ba dai nó ghé quán em á. Nó nói sao mà cái quán của bà ế như chùa bà đanh á. Cho nên nó bày cho em mua cái loa đó anh. Ủa rồi ba cái đồ để đây tối không sợ mất sao? Quán của cô đóng cửa cũng như không. Đâu có, em phải đem về chứ. Mấy triệu bạc của em chứ bộ. Ở đây á, mà mỗi lần á hả, để cái đồ gì mà có giá trị chút qua chút xíu á, mà quên cái là bốc hơi liền à. Ừ mà ba cái này thấy cũng gọn nè. Đâu có dây nhợ gì đâu. Tưởng đâu có dây có nhợ như ba cái âm thanh hồi trước. Mở ra mở vô như này. Vinh đi dễ mà. Dạ. Trời ơi, mấy cái đồ đó hồi xưa xưa lắm rồi. Giờ tụi nó mua ba cái loa kẹo kéo này à. Nó tiện lắm anh. Nè, cà phê của anh nè. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô Hồng. Hết hồn mày. Dạ, hai. Trời đất ơi, mày giống Tào Tháo ghê vậy. Mới nhắc cái này mày đến liền à. Mày chết linh lắm á. Mày rồi đó. Con ba gia giống Tào Tháo đâu nha. Khai trương máy chưa? Mở con hát bài chơi. Buồn quá. Sao nhà mày không mở lo mày hát? Mày qua đây mày kêu người ta mở. Dạ, nhà hát mình không đã. Ủa mà sao bữa nay bác hai uống cà phê trễ dữ? Tao rảnh giấc nào tao đi giấc đó thôi. Dạ. Rồi giờ mày uống cái gì? Tao làm luôn cho nè. Nay có cái loa kẹo kéo. Lấy con ly nước cam. Hát cho nó ngọt. Đúng rồi. Vậy đó. Được rồi đó. À, mở bài hát luôn nha. Ừ. Trời ơi, công nhận. Uống ly nước chứ có bài hát hát liền. Rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Vô. Em ơi, ngày mai tôi sẽ có quên người. Cho dù em có quay về đây, ngày mai tôi sẽ rời xa em. Cho dù em còn yêu tôi. Sống người ta xưa là phải lắm. Dạ tấn. Ơ, tín hiệu đó ông ơi, dạ nha. Ở đây chó sủa chịu không nổi đâu. Mệt quá. Đã là bỏ đi hết, ta chẳng ngờ gì nhau. Cho quên đi. Bác hai, con đang hát rồi bác hai. Má, má, má. Hả? Má nói đi. Nhà này giờ ghét là tao, coi chẳng có quyền gì chứ. Nói gì, nói gì? Nói vụ nãy á. Vụ gì, vụ gì? Thì cái vụ nãy con nói má nghe đó. Ông gì? Sao bữa nay ông uống cà phê quán cô Diễm Hồng về sớm vậy? Ủa tôi nhớ mỗi lần mà tôi nói tôi đi qua quán bà Hồng uống cà phê bà càm ràm lắm mà. Sao ra tôi đi bà Hồng về tôi thấy hỏi thăm hỏi lom rồi dữ vậy hả? Thì mấy bữa khác, nay khác. Khác gì? Ông uống cà phê bên đó thấy có gì mới không? Có đâu mới cũng y vậy, của mẹ em. Dạ không tía, ý má hỏi á là bữa nay tía thấy quán của Hồng có đông khách, có nhộn nhịp hơn thường ngày không có tía? Đúng rồi đó. Bữa nay có đông không mỗi bữa? Thì quán xá bữa đông bữa ế là chuyện bình thường. Như là cổ mới mua một cái loa mới đúng không ông? Tấm tàng nói cho nghe vậy đó. Đúng rồi đó tía, cô Hồng mua loa hát nghe đã lắm tía ơi. Có thấy không tía, tía thấy cái loa phải không? À, đâu có đuôi. Lo tổ bố rồi sao không thấy? Ước gì á nhà mình cũng có một cái lo giống vậy hả tía?
tôi cũng thấy vậy đó. Từ đầu trên xuống xóm dưới á, ai cũng có lo hết rồi, chỉ có mình nhà mình chưa có. bà mở miệng ra là tôi biết rồi. Bà bị tám tàng ở nhà đầu độc chứ gì. Rồi bây giờ chịu theo nè, chịu trái cân phải không? Tính dụ tôi với gì? Tía tía, hình như là tía phái Tân Cổ giao viên đúng không tía? Còn tải hiện đóng này luôn nè. Đó. Thôi đừng có dụ tao. Tao đi guốc ở trong bụng mẹ con mày á. Alo, 1, 2, 3, 4. Tía, hình như ba giai đang thử mít bệnh đó tía. Con bệnh con chế xíu còn gì rồi nha tía. Thằng này giống ai mà ham ca ham hát dữ ta? Giống ông chứ ai. Cũng có lý. Mấy thứ kia giống bà hết, có cái này giống tôi nè. À, bây giờ vậy, anh á là tên trưởng, cũng là đội trưởng của cái nhóm ca hát này. Bây giờ tụi em xin phép như anh trưởng hát trước. Dạ, mời anh. Ấy, đâu có được. Làm như vậy á, người ta nói anh làm lớn làm láo. Thôi, anh nhường cho mấy đứa hát trước á. Ê, có làm sao đâu, tụi em út không à, nhường anh hát trước á. Thôi, em hát trước đi. Anh hát trước đi. Thôi, em hát đi. Anh hát đi. Em hát đi. Ủa, có gì đông vui vậy? Qua hát karaoke cho vui nè. Karaoke hả? Ờ, qua đây. Được à? Quá được chứ, qua đây, qua đây. Ê, vậy cho tôi hát nha. Ê, chọn bài đi. Lâu lắm rồi mới được hát á. Chỉnh bài luôn hả? Ờ, kiếm bài nào ông thích á. Ông anh tôi á, ông anh tôi. Em múa minh họa giùm tôi đi. Rồi. Múa minh họa đi. Đi, đây, một tay đi. Dạ, ca sĩ là phải còi chứ được phép hát. Xưa đã qua rồi, cái thời nhà tranh dân đứng. Nay đã đổi đời, lộn lắm nhà. Mai ngôi tường xây, đứng từ ngày được mua cây lúa tốt. Hay là mua cái loa về để rảnh rảnh mở ra hát hò cho nó vui. Để rảnh đi coi thử coi. Dạ, mấy đứa nhỏ nhà mà hay cái tin này khoái dễ tưng tưng. Bác Hai ơi. Gì con? Con qua nhà tìm bác Hai mà không có bác ở nhà. Bác gái chị con qua đây đó. Có chuyện gì á? Con cũng biết nữa, tía con kêu kiếm bác đó. Có chuyện gì không? À, con cũng không biết nữa. Ờ, tao biết rồi. Chắc rủ tao qua đờn ca chơi chứ gì. Không có phải. Bây giờ bác Hai qua nhà con gấp đi. Bác Hai không qua lẹ, tía con mệnh hệ gì rồi con có biết đâu nha. Trời đất ơi, có chuyện gì quan trọng dữ vậy? Tính điện của Hồng ơi. Vậy đi. Dạ tía, bác Hai tới rồi. Ủa anh Chinh. Cứ tôi qua có chuyện gì không anh? Chú Hai ngồi đi. Bệnh sao mà mặt mày tôi thấy xanh như đít nhái vậy? Hả? Chú cũng biết đó, tôi có bệnh suyễn mà. Cái đó biết lâu rồi. Mới bị lên cơn nữa nè. Sao vậy? Thì dạo này tôi bị bội thực với ba cái nhạc nè. Ủa anh là thầy đờn mà anh bội thực âm nhạc là sao? Dạ, mời bác Hai. Cảm ơn con. Dạ, tiếp. Để đó cho. Thôi tía với bác Hai nói chuyện nha, con ra sau một chút. Dạ. Nhạc thì cũng phải có chừng có mực, cũng còn phải để cho người ta thưởng thức nữa chứ. Trời ơi, nó mở nhạc lớn muốn banh cái nóc nhà luôn, làm sao chịu nổi. Hồi xưa đó anh là có ngón đờn, tôi thì ca vọng cổ. Mỗi lần tôi xuống vọng cổ á, nó Mùi ơi là Mùi, tôi nói bả mê tôi tới bây giờ là cái vụ ca vọng cổ đó anh. Trời ơi, tôi nhớ chứ. Hồi xưa nó là cái thú vui, còn nhạc bây giờ trời ơi, nghe nó nhức óc lắm. Nhạc tuổi trẻ bây giờ nó đâu có giống mình hồi xưa anh. Cái đám ôn dịch á, nó ca gì mà trưa trời trưa trật, nó không để cho người ta nghỉ ngơi gì hết. Tuổi ôn dịch vật nào vậy cả, con cái nhà ai mà ca thì ca giấc tối chứ sao mà ca giấc trưa. Bộ mấy thằng này nó điên hay sao mà. Thì là mà thôi, anh cứ ngồi đây đi. Một chút nữa là anh biết ai à. Tôi ngồi đây để tôi canh nè, đằng nào mà giác này mà rống lên một cái gì tới xối tôi cho nghe. Xin lỗi anh nha, có điện thoại chút xíu tôi nghe.
Alo, bà hả? Có gì không? Có đám cưới hả? Ờ, có đám thì cho tôi nói chai xả láng luôn đi. Ờ, vậy nha. Nên nói gì? Thì tôi nói ba cái vụ nhạt nhẽo đó đó. Ừ. À, có điện thoại nữa. Tôi nghe nè. Chuyện gì sao nãy không nói luôn đi? Điện tới điện lui hoài vậy? Ba cái thằng đó không bỏ à? Cái gì? Ừ ừ. Để tôi về liền. Ừ. Thôi có chuyện. Nhà có công chuyện tôi về nha. Ê ê. Tôi chưa nói hết mà cha nội. Có để bữa nào qua nói nữa. Bữa nay tôi thấy anh thở nhiều quá. Ngồi để tôi chỉ nghe anh thở thôi chứ đâu có nghe anh nói gì đâu. Tôi về chứ. Ê. Bài bên nhau. Một tay xưa không thiệt tình. Rồi đêm nay sẽ trao nhau tình đắm say. Yeah. Em nghe lời muốn nói rằng anh yêu em. Anh bảy. Nãy giờ anh hát 8 bài rồi đó. Cái bậy quá. Hết bài này là mới hết 8 bài. Để em hát. Tôi đang hứng mà mình bận quá. Này em yêu ơi, ê hồ, ồ ê hồ. Yêu em nhất trên đời, ê hồ, ồ ê hồ. Yeah. Anh yêu em. Không mất tiêu rồi. Trong trái tim anh. Ô là ồ. Ê, ông hát quá đi cho tôi. Nó giờ hát hoài. Ủa, làm gì ba dạy? Hát giờ hát hoài tới lượt tôi chứ. Cái lượt gì, một lượt là 10 bài. Mà bây giờ mới 8 bài, còn 2 bài nữa mới hết lượt. Đưa đây hát tiếp đi. Nghĩ phải đi, ông hát nãy giờ rồi, để ba dạy hát đi. Đợi xíu. Hát dở mà hát hoài. Ồ, ê, nói vậy là xúc phạm nha. Kệ mày chứ. Trời, ông ngồi, ông nói lại lần nữa ơi. Tao nói mày hát nghe muốn ói, rồi sao? Tao đàn, mày kéo tao lại coi. Thôi, 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 từ từ nói đi vậy. Thôi, từ từ, anh ơi, từ từ, bình tĩnh đi. Hát dở hả? Bình tĩnh, có gì từ từ nói đi anh. Từ từ nha anh. Hai cái đứa này đi đâu mà giờ này chưa thấy léo hánh gì tới đây thiệt. Alo, tôi nghe đây. Nhưng mà trời đất ơi, ủa mà quên hỏi không biết ở đâu nữa. Chúng hồi đừng nói tiếng nghe nha. Tiếng nghe nó quýnh tao chết luôn. Nó mệt quá. Tự nhiên đi gây lộn mấy nó làm chi rồi giờ sợ. Sao mày đổ lỗi tao không vậy? Tại anh kia nói chi? Thì á, nó muốn hát anh nhường cho nó hát đi. Có chết chóc gì đâu. Cái mà nhường người ta thà vậy ở nhà cho rồi. Thì chập mày á, mày có nhường tao không? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Hồi nãy mà không nhờ tôi với ông ba dai can ra đó hả? Nó đánh cho ông nhường như trái chuối vậy đó. Chứ không phải được nguyên dạng mà về tới đây đâu ha. Không mệt quá, đi vô nhà. Ơi, đứng đi. Hai đứa lên đại biểu. Tao có trốn khỏi tao đâu mà tính trốn hả? Đó, tại ông hết trơn á. Vợ tôi bị giả lây rồi nè. Chuyện gì? Nói nghe coi. Dạ, tự nhiên con đang hát cái nó giật micro của con rồi nó còn chê con hát dở nữa tiếp. Mà ông hát dở thiệt chứ bộ. Mày, trời đất ơi, ông có biết cái thằng mà tự xưng là đội trưởng, cái bắp chuột nó bị lớn vậy nè, gì nè, tôi nhìn tôi còn sợ. Kệ đó chứ, muốn hát thì đợi tao hát xong đi, cứ ỉ chuột bự giật giật hả, hát xong đi giật, còn tao nghe hát giật giật này kia ai cho? Thì nhường nhau tiếng không được hả? Không á. Thôi, hai thằng cầm họng nó hết đi. Cái lo đó đó là để ở nhà hát nhạc nghe chơi, để cho thư giãn, chứ không phải để cho tụi bay chở hết đầu trên xóm dưới ngày này qua tháng nọ. Ca hát ông sụp phá làng phá xóm, bà con người ta ngủ nghe không được. Đó, nghe tía nói chưa? Dạ, không biết rồi tía.
ca hát thì đấm hơi không ăn dây đờn mà tối ngày cứ rống 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 làm cả xã thì ngủ nghe không được. Xong chưa Tám? Từ từ đợi xíu. Mới làm gì tho son chét phấn gì lâu dữ vậy? Ủa mà anh thấy cái áo đỏ tôi mới mua ở đâu không vậy? Áo đỏ hả? Ờ. Mày quăng tùm lum tùm la, má quăng vô thùng rác rồi. Trời ơi thiệt luôn. Để đồ để bừa bãi thiệt. Nè tiếp. Tính đâu ạ? À? Dạ thằng thằng Tám nó rủ con qua bên quán cô Diễm Hồng hát. Ủa bữa hổm đi với tụi ba giai xém chút đánh lộn rồi chưa tởn hay sao bữa nay đi nữa? Tía, quán cô Hồng á mới một cái lò hát hay lắm á nghe tía. Hôm bữa con qua quán nhắn que à, con qua con hát mới có mấy câu à, trời ơi khách nó kéo vô nghe nượp với tía. Con từ ca sĩ hát chính mà chuyển xuống là âm thanh luôn á. Vui lắm tía. Vui không? Dạ vui. Vậy ở nhà không đi đâu hết. Chạy xem ra ôm mà cái đầu mày cứ tém vét tối ngày. Cho đẹp trai chú. Đẹp cũng dám đẹp đâu. Trời đất ơi. Bộ này tính đi thăm em nào hay gì sao vận đồ bánh tỏn dữ vậy? Em nào? Mày dùm cái đầu tao nè. Còn có mấy cọng tóc à. Có em nào đang cho bả về bả cạo luôn chọc lóc ra hả? Chơi đâu vậy? Coi cái lo. Đằng chủ nhật này mấy đứa nó rảnh á. Chở đi coi được mua luôn. Trời đất ơi. Còn cái lo thôi mà mặc đồ đẹp trai măng dài rồi đó trời. Trời đất ơi, bộ mày tưởng vẫn chơi hả? Tao nghe mấy đứa nó nói mày lợi mua hàng đó trước khi thử loa đó là mấy cái cô bán hàng nó live stream live gì đó phải không? Tụi nó quăng lên trên trời cả thế giới này người ta biết mặt mình hết á. Ăn mặc lơ mơ mất thương hiệu hay lúa sao mày? Trời, tính dữ trời. Mày chạy xem ra ôm chứ đâu phải luật sư đâu mà nói nhiều quá vậy mày. Hôm bữa con cũng mới mua cái lo chiều chiều về hát đã dễ sợ xà đã luôn á. Mày cũng biết hưởng thụ quá ha. Trời chứ sao chú? Thôi đi đi, trời chuyển mưa tới giờ nè, để mưa ra khỏi đi đó. Trời mưa rồi tắm, dân chơi sợ gì mưa rơi. Này nó không có mưa rơi mà nó mưa lớn á phải không? Rồi đi không có được, tới chiều cái là người ta dẹp hết. Ông nội ơi. Dạ dạ. Mời khách VIP, đội đóng bảo hiểm vô. Đó. Đó. Thích sĩ chưa? Đó. Mời khách VIP lên xe. Quay đầu. Ok khách VIP. Đợi chút nha khách VIP. Rồi chào lên. Từ nha. Ừ dạ. Tao còn sống lâu lắm. Tới luôn đó thầy. Tới luôn chú ơi. Đúng là già thiệt chứ. Tình hình sức khỏe nó xuống cấp. Xuống không hay. Cố gắng mót mót sống thêm 40-50 năm nữa mà không biết nổi không. Mắt con đang mưa. Bệnh 2-3 ngày ngồi không nổi luôn. Tính đi mua cái loa về cho mấy đứa nhỏ nó hát. Mắt đang mưa cái quầy đầu lại luôn. Rồi cái bà này. Mình bệnh hoạn mà bỏ nhà đi đâu mất tiêu vậy không biết. Khổ thiệt chứ. Ây da, nó nhức tay nhức chân. Má Nhũ à? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, bà đi đâu giữ thần vậy? Tôi bệnh hoạn, bà không ở nhà bà chăm sóc cho tôi. Bà làm ơn làm phước bà dời gót ngọc bà về nhà bà lo cho tôi cái. Mệt muốn chết đây nè. Vậy thôi đi luôn đi. Nói nhỏ, chú hai chút mấy con ơi, chú hai bệnh đó. Nói nhỏ mấy ông nội ơi. Đau quá à. Đề nghị cái bộ phận âm thanh nó điều chỉnh cho nó nhỏ lại. Thấy không? Còn không á làm ơn dời cái tụ điểm này đi chỗ khác giùm tôi đi.
cái thằng ôn dịch vật này thiệt chứ. Không yên thiệt tình. Gì ồn ào quá vậy? Đi mua loa tí ơi. Nay chủ nhật á tí. Mình đi mua loa á tí. Dạ. Chủ nhật là sao? Thì mình đi mua loa. Cũng vì ba cái loa đó nó hành tao đêm hôm có ngủ nghe gì được đâu. Thì hôm chuyện hôm hôm nay chủ nhật thì hứa được rồi, đi mua loa đi tí. Đúng rồi đó tí. Nhưng mà không ngủ được giờ mở mắt ra đâu được. Mở mắt ra không được sao giờ mình thấy loa. Đổi sao vô lửa đại đi sao thôi tí. Thôi giờ ta đổi ý rồi. Đổi gì nữa? Ông có mua loa mua liếc kìa. Tía. Tía. Tía hôi mà tía. Kỳ vậy tía. Ngồi giận sao? Ủa đã. Cái cô hồn cắt đảng gì đâu mà nó ngồi hả? Chần dần một đống vậy á. Sao mà bán buôn kiểu này chắc ế cả ngày quá đi thôi à. Ui. Gì? Sáng thấy quán ấy người ta qua chỉ mánh cho làm ăn mà tự nhiên đốt phong long người ta vậy. Đốt tụi bậy vô hội phỏng tay luôn giờ nè. Ê, cách gì vậy ba Lích? Mấy bữa nay á ruột không có nghe xẻo lá mình ầm ầm lên chứ hả? Chuyện gì mà ầm ầm ở xẻo lá này mà tao không biết. Bên nhà bác Hai Lúa á, hay chưa? Nhà Hai Lúa? À, hình như tao nghe ổng chuẩn bị kinh doanh nhà trọ gì đúng không? Homestay là cái gì? Là chỗ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Là thì gọi là nhà trọ. Không phải, đó là nhà mình cải tạo lại cho khách du lịch nghỉ trọ. Thì cũng là để cho khách nghỉ đúng không? Ừ. Thì gọi là nhà trọ. Homestay là nhà trọ. Trời ơi, cả cái xẻo lá này ai cũng gọi homestay, có mình nên cô là ngang ngược là nói không đúng đó. Mày mới là ngang ngược á. Mình là người Việt thì mình nói nhà trọ. Mày đặt thôi mày tay, tiếng Tây, tiếng U đó. Mệt thôi, thôi, quá. Thôi thôi, cứ gọi nhà trọ đi. Nhưng mà tao nói nghe nè. Hình như tao nghe nói á, nếu mà cái mô hình mà kinh doanh cái đó đó là ngon lắm không? Vô lắm không? Sao mà không ngon? Để hả? Con á là con định nói á với tía con là bắt trước mà trước khi mà nhà bác Hai chưa làm xong á, bắt đầu mình làm trước. Hả? Mà tía con, ổng không có chịu. Trời ơi, mày nói ai chứ tía mày, tao biết quá. Ổng cổ lỗ sĩ lắm. Ổng là chuyên môn cái diện thủ cụ bài tân. Ổng không có chịu ba cái vụ tân thời đâu. Ổng khoái cái cũ à. Vậy đi. Ừ. Vậy nói tía con nói là ruột nói vậy đó. Cái bắt đầu tía con á là không ghé uống cà phê ruột luôn. Mắc mối gán chịu. Thôi. Cái trời làm dữ vậy. Khỉ à. Không mà thiệt, tía con cổ hủ thiệt. Ừ. Phải chi giống bác Hai á, mình mở mang đầu óc cái mình kinh doanh gì có tốt hơn không? Tao nói mày nghe nha, có nhiều người dở ghê á, có cái thời cơ làm mà không chịu làm. Tao nói thiệt với mày á, cái quán của cô nó hơi bị chỗ này nó hơi hẻo lánh, nó không có được như là thuận tiện như ở ngoài mặt tiền người ta, nó đông đảo mọi người á, chứ không thôi là cô cũng kiếm đi cô làm, ai cũng muốn kiếm tiền mà, đúng không? Bậy, sao làm không được? Kinh doanh là đầu óc. Sao vậy? Tao thấy cái chỗ này á nó nhỏ quá, với lại không được, không biết nghĩ làm cái gì được hết trơn á. Bởi lúc nào cũng vắng hết trơn á. Con có cách. Có cách hả? Ừ. Trời ơi, Bích La giỏi quá. Ê, ba Lít giỏi quá. Ê, chỉ cô coi. Cắt nước quá. Nói đi, lát tao lấy nước cam ép cho uống ha. Nhớ nghe. Ừ. Đây nè. Ừ, sao? Ở miền Tây mình là nổi tiếng đờn ca tài tử. Đúng. Tại sao mình không kêu người về đây đờn ca hát sướng rồi phục vụ ăn uống? Như vậy khách du lịch họ sẽ rất thích. Hay nha. Trời ơi, hay đó. Thí dụ quán mình ế quá, bây giờ mình phải tìm cách cho nó đông lên đúng không? Kéo khách tới. Nhưng mà cái chỗ này nó vắng như vậy, sao mà mình kéo tới được? Bây giờ là thời đại gì rồi? Mình liên hệ những công ty du lịch, rồi mình móc nối với những người xe ôm, ví dụ như thằng Tèo. Như vậy mình sẽ chích một phần cho họ. Wow. Ừ, họ lôi khách về cho mình. Hay ta. Công nhận á, bữa nay mới thấy mày là quân sư giỏi nha. Quê, nghe nè. Ê, nước cam cho uống nha. Nhưng mà Út Hanh nhà tôi á hát tài tử hay lắm á nghe. Vậy hả?
nhớ mùa chôm chôm chớp, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng hâm. Chôm chôm nhỉ anh Bảy? Ờ ăn đi, để quét đó rồi lấy chân rồi. Chôm mùa này sao chua dữ vậy trời. Đây cái gì đây? Giỡn không chôm? Ủa mày có thấy là tao đang quét sân không? Tao mới vừa quét xong mày xả nữa là sao? Thì giờ để nó đi chút xíu em quét cho. Mày ăn xong quét không? Ừ. Nè đó, ăn xong quét đi. Mệt quá à. Thì để từ chiều quét cho ăn chưa xong gì hết trơn à. Làm như kỹ quá, tối ngày cứ quét. Giờ tao hỏi mày nghe. Ừ. Mỗi ngày mày đừng có tắm, mày để một tuần mày tắm một lần, chịu không? Tôi cũng tính vậy. Thế bây giờ còn khoe. Trời ơi, xin lỗi anh à. Ở giờ vậy đó chứ mình em thơm phức như hàm hương vậy đó. Ờ, mày thơm là nhờ xịt dầu thơm chứ nguyên người mày cũng dơ hầy à. Gớm. Kệ tôi vô duyên. Mình quá. Ê. Đi đâu à? Đi đâu để hồi rồi không quét nhà. Em đi ra quán chút. Quán cô Diễm Hồng hả? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Không được nghe. Tía kêu ở nhà lo coi ta xây dựng kìa. Trời ơi, thì mấy cái chuyện xây dựng đó anh biết thì anh ra anh coi đi. Có em chi nữa cho nó lu bu vậy trời. Mình tao làm không thể, mày phải ở nhà phụ á. Mày đi tao mát tía. Ừ. Nhưng mà tía kêu tôi đi á. Gì? Tía kêu qua cô Diễm Hồng. Đúng rồi, biết làm sao không? Bên quán cô Diễm Hồng bây giờ có đơn ca tài tử ở bển á. Tôi qua thử coi bển có làm sao không. Thôi, mày đi ra ngoài rồi cái mày dính ở ngoài luôn. Mày biết chừng nào mày mới về. Chứ lại mình tao lo không xảy đâu. Ồ, không có đâu, em đi xếp về liền à. Thôi, mày muốn đi đâu đợi tía dậy đi. Hỏi tía đi. Ơ, tía dậy rồi kìa. Tía con đi nha tía. Cái thằng mắc dịch vậy cũng dụ tao được nữa. Tính tiền nè bà chủ ơi. Ơi tính tiền ơi. Ăn hết rồi hả? Ngon không? Cũng được. À, đây vị cá, rau, canh, tất cả là 440. Hả? Cái gì vậy? Mắc dữ vậy? 440 ngàn. Trời, có 2 ly nước, cơm vậy thôi, tính 440 ngàn. Thông cảm đi, tại vì ở đây mình ở chỗ du lịch. À, hả? Mình phải tính giá du lịch chứ. Nè, thế mình còn được nghe ca hát, cái gì cũng phải tốn tiền mà cậu. Hả? Du lịch thì cũng phải vừa vừa. Trời, chặt chém chỗ này ai mà dám ghé. Em nhớ cái quán này nha, lần sau anh không có đến nữa đâu á. Ờ. Thôi chạy lại luôn đi. Nè 450 à. Thôi lại 10 ngàn cho tôi. Nói bao luôn 10 ngàn. Không. Không. Có 10 ngàn biết bao. Tôi nhớ cái quán này ha, tôi đăng lên Facebook cho mọi người biết mà tránh. Có 10 ngàn muốn bo. Đi anh. Trời ơi. Mày đừng có thách tôi á, chờ mà coi ha. Mệt quá à, chững bồ đi chơi, mày đặt tính toán, keo kiệt. Vậy thì về mua mồi, mua rượu về nhà, đóng cửa hả, lại ăn chơi với nhau đi. Trời ơi, quá trời đông khách luôn ha. Ừ. Cũng nhờ mày á, mày chỉ cho tao đó đừng ca tài tử rồi khách đông quá trời đông luôn à. Trời ơi, bây giờ mày tới á là một lượt khách mới vừa về á nha. Chứ sớm tới xíu nữa là không có chỗ ngồi á. Mấy bữa ha, không có chỗ ngồi mà đông á, người ta phải bắt số rồi đó. Bắt số á, không mấy người đó chờ lâu quá, phải đi đâu á rồi quay lại là phải lấy số lại luôn đó. Trời ơi, đi ăn uống nghe đừng ca tài tử giống như đi bệnh viện gì bắt số luôn hả? Ồ nó đông nó nổi vậy, tao nói thiệt luôn á, mày không tin á. Bữa nào mày lên thử coi. Cái gì? Chuyến này về phải thuyết phục tía kinh doanh du lịch mới được. Quá ham.
Được đó, mày về mày ráng thuyết phục ổng đi, rồi làm chung cho nó vui. Ê, không sợ nhà con cạnh tranh với ruột hả? Làm gì sợ, người ta nói hả, trăm người bán, vạn người mua lận. Buôn có bạn, bán có phường, bán gì mới vui. Ừ, được á, vậy á. Tiền cà phê chưa trả. Quên. Quên khôn quá. Nãy giờ khách đông quá quên. Rồi. Đây. Ê. Thiếu, chưa đủ. Nhiêu? Đây. À. Đây là cộng với cái tiền phục vụ văn nghệ nãy giờ đúng không? Cũng chưa đủ. Vậy chứ nhiêu? Nhiêu? 50. Cái gì? 50. Trời ơi. Giá du lịch mà. Tôi là quân sư của ruột luôn á mà ruột lấy 50. Quân sư chứ. Giờ qua uống coi như khách. Khách uống mà cũng nghe từng ca tài tử thì cũng phải trả theo giá du lịch chứ. Quá đáng lắm luôn á. Đối xử với quý nhân mà vậy luôn á hả? Ai cũng vậy, ai cũng nghe, ai cũng uống vậy mà. Nè ha, lấy tiền này đi. Rồi ha, cho mập vô. Rồi lúc có cái gì á, không có ai nhìn đâu. Mới mốt tôi kinh doanh du lịch được, tôi lấy gấp 3 luôn. Quá đáng lắm luôn. Trời đất ơi, từ 10.000 lên có 50.000 ly mà nó làm thấy ớn không? Làm gì dữ lắm vậy? Quá đáng à. Trời đất ơi, dạo này khách khứa đông quá trời luôn à. Một mình chạy tới chạy lui không thế nào mà làm xuể nổi hết trơn á. Mấy đứa cháu à, mà đứa lúc mày đi học đi làm không có đứa nào phụ mình. Tỷ nhân viên thì mấy ngày trời cũng không thấy người nào tới đây xin việc hết trơn á. Sao mà khổ ơi là khổ vậy Diễm Hồng vậy không biết nữa. Cô Hồng. Ủa, chính thật sự đi đâu đây, uống cà phê hả? Dạ không. Chứ đi đâu? Tên gì? Cần tuyển nhân viên phục vụ quán. Thôi, ở đây không có đủ tiền để trả cho nhân viên kiểu như chính thời sự đâu, không được. Cô Hồng yên tâm, tiền bạc đối với con không có quan trọng. Quan trọng là con được nhiều chuyện với khách của cô Hồng á. Là sao? Cô Hồng biết không, thời buổi bây giờ mỗi người cầm một cái điện thoại bấm. Không ai nhiều chuyện với con hết. Cho nên á, cái danh tiếng chính thời sự bị hao mòn rồi. Cho nên con phải qua đây tìm khách của cô Hồng để nhiều chuyện. Trời đất ơi, nó qua đây á, nó dành khách nó nhiều chuyện. Sao mà mình nhiều chuyện được? Không có được, làm sao có qua được cô Hồng được chứ. Có đem hồ sơ không? Dạ có, đây, hồ sơ của con đây. Chuẩn bị kỹ vậy hả? Dạ. Cẩn thận dữ hả? Dạ. Trời ơi, hồ sơ. Mới tốt nghiệp cấp 3. Dạ đúng rồi. Vậy biết tiếng Anh không? Dạ biết. Nói thử coi. Dạ. Yes, no, okay. See you again, bye bye. I love you, gồm đều biết hết trơn á. Đâu cần tới chính nữa. Ở đây á, khách nước ngoài rất là đông. Mà bây giờ nếu mà chính thời sự không có biết tiếng Anh thì làm sao mà nói chuyện với người ta được ha? Như vậy là cái danh tiếng của chính thời sự nó sẽ bị lu mờ đi, nó mai một đi, uổng. Tóm lại là không được nhận. Thôi, nè bây giờ cầm đi, quay ngược lại, đi thẳng ra cổng. Thẳng ra cổng, quẹo phải. Dạ. Đi thẳng một nước, về nhà. Vậy là không được nhiều chuyện. Chừng nào giỏi thì quay lại đây ha. Goodbye. See you again. Nghĩ sao vậy chính thời sự ha? Ở đây á, Diễm Hồng là trùm nhiều chuyện rồi. Mà chính thời sự tính đến đây để dìm hàng Diễm Hồng hả? Đâu có được. Tưởng kiếm nhân viên dễ lắm mà sao khó khăn quá ta. Được này mất kia. Ê, cậu kia. Dạ. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm chủ quán á cô. Tôi nè. Dạ. Đứng dần dần nhỏ bé vậy mà không thấy. Cô là chủ quán hả? Ồ, vậy mà nãy giờ ông nói sớm, làm con tìm quá trời quá đất luôn. Đến có chuyện gì không? Dạ, con đến xin việc á.
kiếm xin việc hả? Dạ. Sao không thấy cầm gì giấy tờ hồ sơ vậy giờ? Dạ cô thông cảm, tại vì trước khi đi thì có, nhưng mà trên đường đi thì gặp một số chuyện nên không có. Nhưng mà con hứa với cô á, con sẽ bổ sung ngay nha cô. Làm cái gì mà có bộ hồ sơ mà cũng không giữ nên thân gì, làm ăn được cái gì? Sao mất? Dạ chuyện là như này. Sáng sớm con dậy lúc 5 giờ con coi đồng hồ, sao con thấy con sớm quá, con nghĩ mình ngủ tiếp. Rồi đến 7 giờ con dậy, con đánh răng rửa mặt. Rồi ôi mệt quá à. Cho qua cái đoạn này đi. Nói vô trọng tâm cái hồ sơ từng cái gì mà đánh răng rửa mặt trong đó nữa. Con ghi nhận một chút, cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Vậy chứ sao, nói đi. Rồi con lấy bộ hồ sơ ra, con kiểm tra coi có đầy đủ hay chưa. Cẩn thận gì được. Dạ cảm ơn cô. Rồi con lên xe, con đen đi nửa chừng thì... Thì sao? Thì... trời nó mưa. Có nghĩa là mưa ướt hết bộ hồ sơ đúng không? Dạ đúng rồi. Có vậy không mà cũng làm tao mệt à. Thôi vô đi ngồi nói chuyện nữa nè. Dạ cảm ơn cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ tại có biết sao không? Con người của con á, làm cái gì cũng phải có trước có sau, có đùi có đau, à có đầu có đuôi. Rồi nên con nói chuyện á cũng phải có đầu có đuôi, như vậy người ta mới hiểu được. Thôi chừng nào mày bổ sung hồ sơ cho tao. Dạ sau buổi phỏng vấn hôm nay thì con về con viết, con nộp cô ngay. Ừ vậy cũng được. Dạ nhưng mà tao nói nghe nè, tao nói trước ha, bây giờ tháng đầu tiên á tao nhận mày, tao sẽ trả cho mày 5 triệu một tháng, à ăn tự túc. À chừng nào mà mày làm giỏi á thì cô bao ăn. Dạ được không? Dạ. Ê quan trọng là mày biết tiếng Anh không? Dạ biết. Con nói được tiếng Anh. Vậy hả? Con viết được tiếng Trung. Trời ơi giỏi gì. Con nghe được tiếng Hàn. Nhưng mà ngược lại thì con không nghe được tiếng Anh. Trời đất ơi. Không nói được tiếng Trung. Không biết được tiếng Hàn. Trời đất ơi mày làm gì mà rối quá vậy hả? Tại sao mày không học nghe nói viết gì hầm bà lằng vô một cái ngoại ngữ thôi, tự nhiên mày làm tùm lum mọi thứ một chút vậy? Ba mứa quá vậy. Dạ hoàn cảnh cô ơi, để con kể cho nghe. Thôi mày đừng kể nữa, mày mà kể nữa chắc là tao thấy tới Tết công cô luôn quá ha. Nè. Dạ. Cô nói cho nghe, tại con nơi khác tới con không biết. Dạ. Cô ở đây Diễm Hồng á, cái quán này nè, rất là phúc hậu, rất là tốt bụng ha. Nhân viên của cô á, làm gì của cô là cô thoải mái hết luôn. Muốn cái gì được đó, nói chung là làm tốt ha. Thậm chí ha, làm giỏi cô cho đi du lịch nước ngoài luôn. Wow, du lịch nước ngoài luôn. Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ đi máy bay luôn á. Không biết có say xe giống như đi kia không ta. Ý mày nói là mày đi máy bay mày sợ say. Dạ, say chóng mặt rồi nhức đầu á hả? Đúng rồi. Đi du lịch nước ngoài cũng đâu có cần đi máy bay. Nếu mà con có bị say cũng không sợ nữa. Không đi máy bay hả? Ừ. À đi tàu đúng không cô? Cũng không cần, đi xe là được rồi. Đi hả? Ừ. Được người ta. Sao không được? Năm nào cô cũng đi Campuchia đó. Trời ơi, vé có 200 mấy à. Đi về hả, dọn dẹn vé khứ hồi cũng khoảng 500. Dạ. Rẻ rề ha. Campuchia, vậy bà con tưởng được đi xa xôi, ví dụ như đi Mỹ chứ. Mỹ hả? Dạ. Là Mỹ là, tiếng Anh là American phải không? Mỹ là vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Được luôn. American Thor. American Thor luôn. Lạ ha. Lạ đâu cô? Mỹ Thor đó. Được ha. Dạ. Đó giờ có làm đâu chưa mà sao giờ này còn đi xin việc làm, có kinh nghiệm gì không? Dạ có chứ cô, con làm nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sao lại nghỉ thì xin chỗ khác? Dạ tại chủ thấy ghét nên con nghỉ chứ. Chủ sao ghét? Thì mới đầu cũng hứa hẹn rồi làm một thời gian xong nói quên, con thấy ghét nên con nghỉ. Trời, nãy giờ mình hứa nó cũng nhiều lắm, không biết kiểu này nó có nghĩ không ta. Mà giờ cô đẹp vậy chắc cô giữ lời hứa mà đúng không? Kiểu vậy chủ thấy ghét thiệt ha. Được. Nhưng bây giờ làm liền giờ được không? Dạ được, ok luôn cô. Vậy nha. Dạ. Tới giờ rồi, cô Bảnh nghe nhạc thôi. Anh Bảy ơi, tới phiên anh coi nhạc kìa.
Ủa, đi đâu vậy trời? Anh Bảy, tới viện ra coi nhà kìa trời. Đi đâu à, không biết nữa. Alo, anh Bảy, tới giờ anh coi nhà rồi kìa. Trời ơi, tao đang bên quán cô Diễm Hồng coi đường ca tài tử, đang hay, đang khúc mùi mẫn cao chào lắm. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nãy là giao kèo là mỗi người coi một buổi mà, về lẻ đi. Gì? Bữa mày bỏ tao ở nhà, tao canh mình. Thì bây giờ mày ở nhà canh mình đi, canh bù hồi vụ một bữa. Vậy đi nha, không nói nhiều, đang hay. Anh Bảy, anh Bảy, thiệt tình luôn á. Ngồi tôi về, tôi mét tía nè. Sáng giờ mình là chủ là mình quay chóng mặt luôn á, mà cái thằng nhân viên của mình tới giờ này cũng chưa tới nữa. Alo. À, dạ alo, con nghe cô. Mày đáng đâu mà giờ này chưa tới nữa? Dạ con lại gặp chuyện động trời cô à. Để con kể cô nghe cho nha. Thôi 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 thôi, mày đừng có kể nữa. Hả? Tao cho mày 5 phút nữa. Nếu mày không tới mày biến luôn đi, mày đừng có tới nữa nha chưa. Chị ba này, nghỉ thì nghỉ. Mệt quá. Trời ơi, bà không? Cái gì vậy? Trời ơi, cà phê gì bữa nay mà làm đắng ngát vậy bà nội? Cà phê phải đắng chứ, bữa chè sao phải ngọt? Nhưng mà đắng vừa vừa tao uống được. Đắng cái gì đâu mà uống không được luôn à. Đi xin mấy đường coi. Hết đường rồi. Trời ơi. Mà tôi nói cho ông nghe nha, già rồi nha, làm ơn á, ăn ít đường lại. Chứ không thôi à, bị tiểu đường, đái đường á, lúc đó hả, à, đừng nói sao xui, ha. Bà chủ viên, tự nhiên khách hàng là thượng đế mới xin chút xíu đường mà xài xể tiểu đường này tiểu đường nọ. Chưa thấy ai như bà nữa kỳ công à. Tôi vậy đó, uống không muốn á, muốn thôi đi, thôi về bữa đi, không uống nữa thôi. Mà không uống nữa, quyết định rồi, về nhà tự pha cà phê uống. Về không trả tiền. Về tự pha đi ha, rồi bỏ đường vô nhiều nhiều vô thành một cái món cà phê chè, ăn cho nó đã, cho nhiều đường, cho tiểu đường luôn. Anh tưởng là anh không uống là tôi không bán cho ai được á hả? Anh không uống thì thôi chứ, tôi quán được đông khách mà, tôi đâu có sợ. Trời. Chị, có phải chị chủ quán không? Dạ đúng rồi chị. Chị cần gì chị? Dạ tôi ở trên xã xuống nè chị. Vừa rồi có người tố cáo quán chị là bán cho khách du lịch chặt chém á. Vậy tôi mời chị lên xã. Trời ơi, chị có lộn quán nào không chứ? Đó giờ tôi bán buôn có lúc nào cũng đúng giá mà. Làm gì có... Đúng giá gì? Đúng giá du lịch. Phải gì không? Cô đơn quá à. Trời ơi, sống thấy em chủ ai yêu ơi, không? Anh đang quay về tôi thấy... năm xa hết. Ba Linh! Vô đây, vô đi uống cà phê. Ba lết, vô đây. Vô uống cà phê, nha. Uống cà phê. Chị chưa bắt số mà. Thôi, số má gì, uống đi. Ly 50 ngàn, uống đứt lưỡi chết. Không có. Có 10 ngàn à, có 10 ngàn ly à. Ủa, chứ không lấy giá du lịch nữa hả? Không có. Tao mới bị phạt rồi, bán giá bình thường mà. Bởi vậy cho chừa, sẵn cảnh tỉnh luôn những người mà có ý định chặt chém người ta. Khách du lịch cũng là người ta đi làm cực khổ mới kiếm tiền được. Hở cái nghe cái hơi du lịch là chặt à. Làm gì? Ai dám ghé? Biết rồi. Bán hoài à. Bán bình thường rồi. Nè. Làm du lịch lấy chất lượng hàng đầu. Sự hài lòng để giữ chân du khách. Yếu tố con người là quan trọng nhất. Sao mày nói giống tía mày quá vậy? Tía mới nói xong qua nói gì ruột luôn á. Thì chị nhìn mày giống ông cụ non quá trời đất à. Trời, tía tôi nói thì tôi phải nghe chứ. Biết rồi, thôi giờ uống cà phê nha. Coi như tôi không uống cà phê. 3 lít này là không phải uống chùa đâu. Miễn sao giá mà nó giống như ngày thường là được rồi. Ok. Chú Quang, cho ly nước uống đi. Dạ. Ngồi đây nè cậu. Đem ghế ra đây, tôi khoái ngồi đây. Cái dòng mà có tiền hay đòi hỏi lắm. Dạ. Có liền. Ngồi ngoài đó cho nó mát ha cậu.
ngồi đây nè cậu. Ngồi đi cậu. Ừ. Ây da. Tiều, Tiều xe ôm. Trời ơi, bị đặt lừa ai, bị lừa cô Hồng á con. Mà tưởng tao không nhận ra mày hả? Trời ơi, bộ đồ đâu vậy mượn hả? Bà làm dơ bộ đồ mới mua của tôi rồi nè. Ừ, mày biết sao mà tao nhận ra mày không? Sao? Bộ đồ thì xì tông lắm. Nhưng mà mang đôi dép ruộng quá mày ơi. Trả đây. Trời ơi, bị đặt kìa. Ừ, tôi thử coi tôi chạy xe ôm xa xứ 1 tháng trời, bà nhớ tôi không? Nhớ quá đi chứ. Nhớ hả? Nhớ mày nhất á. Cái sổ nợ của mày á, nó dày nhất ở trong cái tủ của tao kìa. Còn 8 ly cà phê, 180.000 tiền á chưa trả. Trả đi. Thôi bà ơi, gặp bà cái đòi nợ giờ vô trỏng tính hết đi. Tôi trả vốn nhận lời cho bà luôn. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà thôi, tao chỉ lấy vốn của mày thôi, chứ tao không dám ăn lời của mày đâu. Lời của mày tao ăn xong bữa tập rồi. Bị gì? Ê, mặt nhạn chết luôn á. Bà làm như tôi thiếu dai lắm vậy. Ờ, đâu có dai. Mày còn kìa. Trời ơi, cái thất tình nữa rồi. Được, hết chuyện để nói xong lấy chuyện đó nói hoài trời. Thôi thôi, quào quào. Cũng thấy vui nữa. Thôi được rồi, mày uống cái gì tao làm cho nè. Cà phê nóng. Ừ. Bỏ đá. Trời ơi, bữa nay mày đặt lắc léo nữa. Cái giọng không có tình nó vậy á, nó khùng khùng. Uống cái gì? Ly phê đá đi. Ờ, vậy đi ha. Ngồi chơi với cậu, ngồi đi. Sao nay mặt mày bí xị vậy? Lúa thất, lỗ mấy vụ rồi. Tao thấy bà con trong xóm mình mần lúa có ai khá nổi đâu. Nhưng mày tối ngày lên bờ xuống ruộng, tới không có đôi dép mang. Tại gì không? Hả? Có dép à? Có dép mà thôi, có gì đâu. Ê bảy cò. Gì? Hay là mày đi làm với tao đi. Kệ chịu cực chứ xíu mà cũng có đồng ra đồng vô. Với lâu lâu hên gặp khách sộp bo cho mấy chục ngàn cũng được. Ủa lạnh đâu? Đợi xíu. Dạ nghe tía. Dạ liền. Ủa sao vậy vậy? Vì thuốc cỏ. Để mấy bữa nữa mà trời mưa cái là coi như là xong luôn á. Thôi tôi về nha. Ê, ủa sao tấm tạng nhà chú hai không kêu nó xịt, kêu mày xịt? Thằng đó biết làm gì. Thôi tôi về nha. Ê, ngồi chuyện đúng ghê. Bé cò. Bé cò. Ủa, cà phê nè, sao nó chưa uống đi rồi? Ê, giờ bà bỏ vô ly mũ đi. Tôi đem qua cho nó luôn. Có ly cà phê mà hành tao nữa. Ê, ghi sổ luôn nha. Nữa? Mày mới nói mày trả tiền tao ghi sổ. Làm đi. Thì cái tụi này hả, tao tức quá, cái tao bán tụi bay dắt, tao dẹp quán luôn quá, tao đóng tụi quán luôn quá, tao tức quá đi hả. Có. Gì vậy ông Tèo? Cà phê. Có ly cà phê cũng chạy đưa vậy đó, mắc công vậy. Có con chuyện. Ê, đi làm với tao không? Làm gì? Chạy sớm nè. Ông rảnh quá ông Tèo. Chạy hết chuyện kêu tôi chạy xe ôm với ông là sao? Ông nhìn coi cái xẻo lá này nhỏ như cái lỗ mũi vậy. Chạy mình chưa đã sao kêu thêm người để cạnh tranh với ông vậy? Mày vô duyên. Tao thấy mày buồn ngủ mày làm chung cho vui. Không làm thôi mắc gì căng. Thì vậy để tôi suy nghĩ 1-2 ngày tôi trả lời. Ờ, suy nghĩ đi. Nó ghét. Giót, uống xong không giót? Kệ, tao nói mày nghe. Hôm qua tao chạy xe ôm, tao ghé quán bà Hồng. Gặp bãi cọ bển, tao ngủ làm với tao. Mà không biết tiếng nó chịu không nữa. Xê, thân mày còn lo chơi xong nữa. Mày đặt rủ thêm bãi cọ đi làm đồ. Gì đó không sao mày? Mắc cười mày quá à. Tao nói mày nghe. Người ta hay nói là anh hùng tạo thời thế. Chứ tụi bay ngồi đó mà đợi thời thế tạo anh hùng. Chỉ sợ không có chí thôi mày ơi. Chứ việc làm thiếu gì? Chính xác. Tèo mà. Vô. Tăng. Thục quanh ơi, giờ này anh đang ở nơi đâu? Tăng. Anh đã bao đêm, bao ngày mộng ngược
tăng 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 ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Tăng tăng cô chú cho xin nét đồng đi cô chú con. Nhưng ai đã gây cho mày đang vô luôn á. Mình tao khùng tao chịu còn không nổi hai bầy khùng heo nữa. Nè, khùng á là phải khùng có bầy có đám, chứ khùng một mình sao chơi được với nhau. Trời ơi, mà dạo này nhìn mày lạ lắm mày nghe. Sao lạ? Chạy xe ôm mày đặt mặc đồ đẹp, đồ chỉnh chu, đồ vuốt tóc, đồ trong túi, không phải túi này, túi này có đồng nào không? Ngu duyên, tiền trong túi tao tụi bay để làm chi? Mà tao nói tụi bay nghe nè, đối với anh Tèo á, tiền bạc là phù du. Bữa nay hết mơ chạy xe ôm có liền à? Quan trọng gì? Quan trọng á là chạy xe ôm mà phải mặc đồ đẹp cho người ta đừng khi dễ, biết không? Ê nói nghe Tèo. Gì? Hỏi cái này cái. Qua tía tao mới mắc bộ đồ áo y chang màu này, lỡ có lấy trả lại tía giùm tao cái. Nè nè nè, mày đừng nói chuyện kiểu đó dễ quê cái mày. Miễn sao anh Tèo mày mà đi ăn cắp đồ, tao nói thiệt mày, không bao giờ mà tao đi ăn cắp y mượn đồ mà bận. Tao chỉ đi mượn tiền để mua đồ thôi. Sao mày? Vậy mới sốc chứ mày. Mà tao nói mày nghe. Vậy bãi cò trưa nay á, nó được cái hiền lành, chứ nó cù lần gần chết rồi. Mày tính rủ chạy xe ôm chắc là nó không làm đâu mày ơi. Đúng rồi đó, tao thấy vậy nè. Bãi cò thà cho nó làm đồng làm ruộng đi, nuôi gà nuôi vịt vậy mà có dư, chắc đâu lanh lẹ đâu nó chạy xe ôm với mày. Chứ nói chuyện như tụi bay bởi hạn hẹp, không có đầu óc, không có tầm nhìn. Thì tao thấy thằng bãi cò nó lo mần không à, nó cù lần, nó cục mịch, nó làm rồi tiết kiệm tiền, nó đâu có ăn chơi gì đâu. Cho nên tao mới rủ nó đi chạy xe ôm với tao, để mà thí dụ tao có kẹt tiền á thì tao mượn đồng nghiệp nó dễ hơn mày. Nó cù lần chứ nó không có bị ngu. Đúng. Mày còn nhớ cái vụ mà năm ngoái tao mày mượn tiền nó để trả tiền bia không? Sao không? Nè, thì hẹn nó một tháng, tao không có tiền, tao trốn nó xong, nó chạy qua nhà nó mét tía tao, chửi 3 ngày 3 đêm khỏi ngủ luôn. Đó. Bởi vậy người ta mới có cái câu là đừng tưởng hùm ngủ mà vuốt râu, nghe không mày? Thôi mày ơi, chuyện hai thằng bay, anh em nó bằng vô không bàn bằng ra không? Thì thấy anh em nó phải khó khăn, mày phải kiếm cách mày giúp nó chứ. Mày giúp nó hay là mày lợi dụng nó? Mày ba gai. Nhậu ê, mệt quá nói chuyện thiên hạ. Sao nhiều chuyện quá nè. Tới mày hay gì nè. Bữa nay có rượu bana na hột thì nhậu ý. Là gì? Là chuối hột. Mày đọc tiếng Tây tiếng U cũng chứ hột kêu chứ hột đi. Tới lượt mày á. Sao tới tao nữa? Nói vậy sao được? Chỉ sáu mày với tám đi rồi, bây giờ mày đi nữa, rượu lúa ai làm ai lo? Tía má già rồi, làm ba cái chuyện lặt vặt trong nhà thôi chứ làm ruộng sao nổi con. Thì con cũng đi làm chứ có đi chơi đâu tí. Với lại ruộng vườn của mình bữa giờ thất thu quá, chán quá tí ơi. Mà con chạy xe ôm ít ra ngày cũng được cuốc cũng 30-40 ngàn cũng đỡ. Mà sao tí má cho chị Sáu với thằng Tám lên Sài Gòn không cho con chạy xe ôm? Tía con nói đúng rồi đó. Chứ giờ hai đứa nó đi rồi, rồi giờ con đòi chạy xe ôm nữa, rồi ruộng lúa ai coi cho tía má? Con cũng chạy trong xã thôi, có đi đâu xa đâu. Bà mua cho Sáu Nhú áo đầm chưa? Bữa bà không có nhà, nó nhờ tôi nói lại với bà mua cho nó cái áo đầm để nó đi đám đi tiệc gì đó. Mua chưa? Mua rồi, để trong nhà kìa. Rồi chừng nào Nhú nó về biểu nó thử đi, rồi vừa hay không vừa gì thì nói đằng tôi đi đổi cho nó lẹ nghe. Không biết thằng Tám Tàn nó có cần mua gì không ta? Không ấy, giờ mình đổi lại đi tía má. Thằng Tám nó làm rượu, không ấy thì chị Sáu cũng được. Hai đứa tôi nó đi Cà Mau chơi, về quê bạn đó, chứ có phải đi làm ở đâu. Mỗi ngày chơi, về bữa giờ không làm gì chơi không. Mà hai đứa tụi nó ở Sài Gòn không à, có biết cọng lúa, cọng cỏ gì đâu mà làm. Còn con làm ruộng với tía từ hồi nhỏ tới lớn, giờ con đi nữa ai làm? Cho tía má thiên vị quá vậy, cái nào sung sướng á thì để cho chị Sáu với thằng Tám, còn nào cực khổ vất vả thì để con mà. Đi đâu vậy? Xịt ba cỏ lúa đi. Ruộng hả? Đặt trong cỏ luôn đi. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, thằng này bữa nay sao đổ tánh ngang xương vậy trời? Chắc là nó đang bực bội cái gì đó rồi nó vậy thôi. Rồi ông có la gì nó không vậy? Tôi nãy giờ có la gì, có bà đây nè,
giờ trong nhà này từ người lớn tới người nhỏ tôi đâu dám nói động tới. Nó động tới là ngoe ngoẻ gì đó. Trời đất ơi, tôi giờ coi như người ăn kẻ ở trong nhà vậy đó. Nói tới là móc hồng. Thiệt bực ghê nha. Lố thất cứ làm hoài. Tôi xin làm với ông, tía tôi không có cho. Mày nói làm sao chứ, tao thấy chú hai cho con sáu nhúng với tấm tạng đi chi làm đó. Không, đừng nói nữa ông ơi. Ông càng nói càng tức thêm. Sao dù gì cũng là con. Mà hai người đó thì để đi, tôi bắt ở nhà. Làm giống như tôi con ghẻ không bằng. Thôi, đừng nói bậy mày. Nhiều khi chú hai thím hai không có khoái cái nghề chạy xe ôm lông bông ngoài đường như tao thôi. Chứ chắc vậy. Không phải vậy đâu. Tao nói bậy á. Nghĩ làm sao con mình lớn rồi phải cho đi ra ngoài đường học hỏi với gia chạm với người ta. Đi một ngày đàn học một sàng khôn chứ mày. Cái này hợp lý nè. Ừ, cái này tao mới nói hợp lý nè. Coi chừng hồi nãy mày nói đúng á. Nói gì đúng? Tao thấy mày không có giống chú hai thím hai miếng nào hết trơn. Coi chừng ổng bả lụm mày ngoài bụi chuối hay gì không chừng á. Ê ông Tèo, ông lớn rồi nha. Ông có ăn nói bậy bạ vậy nha. Nói chuyện đàng hoàng giùm cái. Không có. Thiệt á. Không chừng vậy á. Em bốn. Mới đây 24 cộng mà mày làm vừa vừa đó ha. Nhổ đại nhổ càng để nhổ hồi cái đầu tao như cái sân bóng đá mini đi. Ủa sao tiếc? Tiếc còn trẻ mà tóc bạc nhiều quá vậy? Tại tao máu xấu bạc sớm. Vậy hả tiếc? Ủa tiếc sau này con lớn lên cỡ tí vậy chắc con cũng tóc bạc nhiều lắm luôn hả tiếc ha? Mày lo chi xa dữ vậy? Chắc không có đâu con ơi, mày không có bạc đâu. Sao không có? Con là con của tía thì con phải giống tía chứ. Mày đâu phải con tao đâu. Tao lụm mày ngoài đầu ngõ. Có ai đem lại bỏ đó đâu. Quấn cái khăn bỏ đó. Tía thấy vậy tía sợ con chết. Tía đem gì tía nuôi. Trong con có miếng giấy tao ghi mấy chữ là ai lụm được nuôi giùm. Miếng giấy tao còn có một tủ kìa. Chứ đâu phải con ruột gì đâu. Ủa tía nói thiệt nói chơi. Nói thiệt chứ. Thấy mày tội nghiệp tao lụm về nuôi vậy nó chơi. Tía hay giỡn lắm mà. Nào giờ tưởng đâu nói chơi. Hèn chi đặt tôi trên cầu. Cầu từ phương xa bay lại rồi cái vô tình nhận nuôi luôn. Thiếu gì tên đẹp không đặt. Ví dụ là tên Tấn nè, tên Xuân nè, tên Hùng nè. Mấy tên đó đẹp cái mồ luôn, không đặt. Nghĩ làm sao? Tao nói chơi nó giỡn cho mày đỡ buồn vậy thôi. Bộ mày tưởng thiệt hả? Mày làm phải không? Đi cho đi chơi nha. Đó. Cho đi chơi. Tôi không biết nha. Mày. Mày đợi đó. Tao mét tiếng với má nè. Chủ chắc tôi sợ. Trời đất ơi anh Bảy, tôi không ngờ con người của anh ích kỷ vậy luôn á. Kỷ gì vậy? Tội nghiệp chị Sáu. Lâu lâu á má mua cho chị cái đầm để mặc đi ăn tiệc mà anh cũng phá cho hư nữa. Em thiệt bó tay anh luôn á. Không liên quan gì với tao à. Ê, cái cục sạc dự phòng này của tôi mà sao anh lấy anh sạc vậy? Thì hấp pin mượn sạc á. Sang quá ha, nhà có điện mà không chịu sạc. Lấy cục sạc của tôi. Mà lỡ đi đâu hết pin rồi lấy gì tôi xài. Sao mày ngu vậy? Tôi không thấy tao đang chơi game á. Tao cắm sạc vô ổ điện lỡ nó nổ banh xác thì sao? Tôi không biết, trả cho tôi. Trả tôi xíu, tao bỏ chút xíu. Mày làm. Trả cho tôi, trả cho tôi. Vô à. Đồ của người ta tự nhiên cái lấy xài à. Cái gì bây cò? Ba đi ngồi hỏi uống cái gì cũng không uống. Lắc hoài sao vậy? Có chuyện gì? Nói tao nghe coi. Ghét bực bội nhà lắm. Sao? Nhất là bà Sáu với Tám á. Sao vậy? Tưởng mình là con ruột ngon lắm hả? Tôi sao? Tôi con ghẻ hả? Làm đồ bỏ đi hả? Bậy à. Con ghẻ ít nhất á, mày là con của ổng mà của bà, là con riêng cũng còn được thương. Chỉ có con lụm một thùng rác á mới gọi là hả bỏ đi. Nói vậy chứ tao thấy tụi bay hả giống nhau tí mồ á. Đứa nào cũng có cái sống mũi cao đó, đẹp chứ bộ.
dám đâu. Sống mũi bà sáu nhú không có cao đâu. Lỗ mũi là lỗ mũi tẹt lùng thiệt ta. Bà tay cao cũng sao không? Bà lên Sài Gòn, bà đi làm cái có tiền á, cái bà đi giải phẫu thẩm mỹ mới đẹp như vậy chứ. Còn lúc trước hả, còn nhỏ hả, xấu quắc thì gớm. Ai thèm, đến giờ vẫn còn ế, trai nào thèm nhìn. Nói làm sao chứ, hồi nhỏ tao không biết chứ, tao thấy lớn là nó đẹp mà. Cái đó tao gọi là vậy thì thành công á. Không dám thành công đâu, thành nghiện thì có. Làm riết hả, mai mốt hả, không có tiền mà để sửa thẩm mỹ luôn á. Rồi lúc sau này hả, già xấu như quỷ. Già ai mà không xấu, chỉ có cô Hồng á không có già, chỉ có nhiều tuổi thôi, cho nên không có xấu, đúng không? Không những xấu mặt mà còn xấu nết nữa. Trời ơi, bữa nhà có khách á, cái má dặn kêu là phải sáng dậy sớm nha. Bà đâu có thèm dậy đâu. Chuyện nó cũng bình thường thôi, nhiều khi hôm trước nó mệt rồi sáng dậy trễ một chút. Trời, có sao. Cái này không phải là dậy trễ nữa mà là không, là không thèm dậy. Thằng Tám phải đi kêu, kêu vậy mà bả cũng vậy, nó bực quá, nó lôi bà Sáu á, lôi hồi cái nó cũng quạo, cái nó không thèm lôi nữa, rồi nó bỏ luôn. Đâu ngờ nếu mày không nói tao đâu biết những cái chuyện xấu của mọi người dữ vậy. Nói chung là bả vừa xấu mặt mà xấu nết luôn. Cô Hồng sao? Gọi cho ông Tèo qua uống cà phê chơi. Ừ, sao sớm giờ tao điện mày không được? Ừ, tính kêu bà Dài đi kiếm mày, cái mày điện tao á. Sao có vụ gì vậy? Thì điện thoại anh hỏi anh chừng nào anh chạy xe em đi làm chung với anh. Ủa, chứ sao nghe nói là bác Hai không cho ông đi mà. Ủa, kệ đi, không cho đi, giờ tôi cũng đi nữa. Tôi chán gia đình đó quá rồi. Gia đình đâu mà phân biệt chủng tộc quá. Hả, cái gì? Phân biệt giai cấp. Cái gì? Phân biệt giàu sang. Mà nó cũng không phải nữa, nói chung là nó hoạch đẹp luôn á, là phân biệt con ruột với con ghẻ. Ủa vậy ông là con ghẻ bác Hai hả? Ờ, thì người ta phải thương con ruột hơn chứ ai thương con ghẻ. Ờ đúng rồi. Ê sao tự nhiên tao mày chậm cho nó đau cũng không phải cọ. Ờ xin lỗi nha bạn bè. Thôi đừng buồn nha. Đừng buồn nha. Ờ sao điện thoại mày đâu không gọi tụi tao lấy điện thoại bà Hồng chi vậy? Ờ bộ ông sợ bà Hồng tính thêm tiền điện thoại hả? Đúng rồi đó, điện thoại hư rồi, tấm tàn nó làm rớt hư rồi, mượn nó cục sạc nó không cho mượn, giật tới giật luôn làm rớt điện thoại luôn. Thì nó làm hư kêu nó đền. Đúng rồi, bắt nó đền liền chứ ai mà bỏ qua mấy chuyện này được. Ờ nghĩ gì sao, cái thằng bông trái đó nó đền cho. À bông trái nó là trái bóng á. Ôi mày nói anh tấm tàn trái bóng luôn hả? Ờ tôi không có nói nha, tự hai người suy luận á. Ê mà nói nghe nè, thân lắm mới nói nghe. Điều gì? Hai mốt á, ăn nhậu chung với nó phải cẩn thận. Sao vậy? Bụng tấm tàn nhậu vô nó có máu điên à? Hay sao? Ông phải nói tôi mới biết được chứ. Ừ, điên cái gì mà điên. Là nó nhậu chung với mấy người mà chai thẳng á. Là nó có tính kỳ lắm. Sao? Kỳ sao? Kể rồi. Kể nghe đi. Nhậu xỉn vô nó hay sờ đùi, nó sờ mông nè, nó sờ ngực về sờ lắm. Ê thôi đủ rồi nha. Tôi chỉ thấy nói sờ mà thấy ông mới uống có ly trà đá, sờ mó tôi lợi dụng tôi nãy giờ nha. Ờ à, đúng rồi đó. Tao chưa biết tâm tàn sao chứ tao nghe nói mày cũng có cái tính mà nam nhân nữ tính, giờ biết tin ai giờ? Đúng rồi đó. Cái gì? Thằng tấm tàn nó nói tôi vậy đó hả? Ờ nó nói vậy luôn á. Thằng này nó về nó chết với tôi nè. Tấm tàn. Ờ tấm tàn. Đúng rồi, anh em một nhà vậy là không được rồi. Đúng rồi. Ủa có chuyện gì vậy? Ủa Tiến. Gì? Tám rồi Tiến. Đi đâu tao đâu biết. Có vợ có cẩn nó muốn đi đâu nó đi chứ. Tám, mày về đi, mày biết tại sao. Anh hùng quá ha. Trời đất ơi, ông hay quá hen. Chị em nhà này nó không thèm nhìn mặt nhau luôn rồi kìa. Mà ông tỉnh bơ ngồi đây uống trà được giỏi ghê á. Bà làm gì dữ vậy? Sông có lúc người có khúc. Gì vậy? Ủa sông có khúc người có lúc, nghe không? Chị em nó có cãi nhau
thì nó mới có thương nhau, có chiến tranh thì mới mới có hòa bình. Nó không, nào bà lo cho nó mệt. Tôi á, tôi sợ chiến tranh mà không có hòa bình mà nó chản nhau bể đầu à. Chứ tôi xử, sao mày tâm? Trời đất ơi, con cái có tên đàng hoàng ông làm gì đánh bài vậy? Thời gian không có nhiều, làm cho nó lẹ. 6-7-8 ra biểu. Dạ. 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 Tụi bay không hay gì hết trơn hả? Bà hai mới qua cho hay đó. Thằng Tám nó bị người ta đánh bên kia kìa. Hả? Ủa sao Tía? Ở đâu Tía? Sao vậy? Ai đánh Tía? Tía nói con chạy qua bển con sao? Tao đâu biết đâu, tao nói chơi vậy. Trời đất, vậy mà làm như thiệt vậy. Giỡn kỳ cục. Tao nói vậy coi tụi bay có thương nhau hay không? Phải không? Đó bà thấy không? Anh em nó đó, làm bộ giận hờn vậy đó. Chứ ai đụng tới thử coi. Chọc ruột ruột đau mà. Phải không? Tụi bay á, lúc này sung sướng quá rồi. Bày đặt châu trắng châu đen, thấy không? Sanh nạnh với nhau, rồi so bì với nhau, rồi xích mích, rồi sức mẻ, tình cảm. Làm gì có sao được. Trời đất ơi, anh em người ta thương nhau không hết. Thằng Bảy nè. Dạ. Chỉ Sáu bay á, với thằng Tám á, từ nhỏ tới lớn bay nhảy quen rồi, thì cho nó lên thành phố để nó kiếm công ăn việc làm. Còn con từ nhỏ tới lớn làm ruộng với Tía, con thật thà chất phác, lên trên đó làm sao lợi người ta. Thì Tía mới kêu ở nhà với Tía. Tía thương con, Tía mới kêu ở nhà. Còn đứa nào nó đi được thì cứ cho nó đi làm. Dạ con hiểu rồi Tía. Tía con á là nói đúng đó nghe. Còn Sáu Nhú, con là chị, là lớn trong nhà, phải biết thương em Út chứ. Đứa nào nó sai, nó trái cái gì thì con có quyền rầy la dạy dỗ nó, chứ nín thinh rồi bày đặt giận hờn thế này thế khác làm gì coi không có được. Đấy không, bỏ nhau được không? Đó, bây giờ anh em bỏ nhau được không? Dạ biết rồi Tía. Đó, vậy phải chị em vui vẻ nhau không? Dạ em biết rồi má. Ừ. Ai vậy? Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa Tám. Ủa sao vậy? Con bị gì vậy? Mày sao vậy? Bị cái gì á? Đều như bà dạy đánh con. Trời đất ơi. Sao nó dám đánh mày? Tại sao nó đánh mày? Sao đánh mày? Có sao không? Tại vì á, mấy tụi nó nói bậy cò bị bông giống con. Ngay còn cãi không nó không phải. Rồi tụi nó xúm lại á, quýnh con bầm dập gì luôn á Tía. Trời Phật ơi, nó đánh sao cái mỏ nhỏ dảnh lên như cái kết rồi kìa. Rồi sao rồi? Tía ơi, Tía cho con tiền đi Tía. Ủa? Tiền chi? Ủa nó đánh con thì nó phải chịu tiền thuốc cho con chứ sao con xin tiền Tía là sao? Để con đóng tiền viện phí cho tụi nó. Ủa sao mày nhân từ dữ vậy? Tại vì á, con đánh tụi nó bị nặng hơn con, nó nhập viện hết rồi. Trời ơi, xong hết rồi, tiền lấy hết luôn rồi, cái cụp là một cục liền chứ. Ừ. Anh hai là số 1 rồi. Trời ơi, nông dân tiên tiến ở tiêu biểu ở cái ấp này mày biết rồi. Dạ biết rồi. Cho mày thêm tin nữa là Sáu Nhú nhà tao á, nó làm cô giáo rồi đó. Hả? Thiệt hả anh? Trời, không lẽ tao nói chơi mày. Trời ơi, hay vậy ta con nhỏ. Trời. À, mà theo như em thấy thì từ đó giờ Sáu Nhú nó ở nhà không à. Thấy nó đâu có đi học sư phạm, sư phung gì đâu. Sao giờ làm được cô giáo hay vậy anh? Chứ em thấy muốn làm cô giáo á, học sư phạm hình như là 3-4 năm gì đó mới cầm cái bằng đem về mới xin đi dạy, mà chưa chắc xin dạy được á nghe. Điển hình như có một số đứa ở cái ấp Xẻo Lá của mình nè, đi học hả, ta nói đại học gì đó 4-5 năm giờ cầm bằng về đi làm công nhân, thậm chí có đứa đi chạy xe ôm luôn á. Đâu phải làm cô giáo là dễ đâu anh hai. Trời ơi, có nhầm người sớm này nè mày ơi. Có con lớn cái đầu chồng ngông mà không lo dạy. Tối ngày đi lông bông ngoài đường khóa làng khóa sớm. Ủa? Anh nói ai vậy anh hai? Tao nói đại, chúng ai nó chịu. Đừng nói anh nói tôi à nghe. Nếu mày có tao cũng nói luôn. Sao Nhu?
Chị Sáu, cho em đi chở bà Hai nha. Đi đi. Dạ. Nè, con ở nhà có chừng nhà nghe không? Dạ. Đàn. Dạ. Bây giờ em ngồi đây, em canh chừng này, canh chừng má. Chị vô chị ngủ, rồi má về gọi chị. Trời ơi, còn sự nghiệp gia sư của chị thì sao? Mày tiếp nối đi. Ủa? Sao? Trời đất ơi, kiến thức lớp 3 mình có nhớ gì đâu mà dạy. Trời, biết tiền đâu ra, trời, kiến thức lớp 3. Trời, quá đất, nhìn, nhìn như đám rừng gì không biết nữa. Cái gì vậy trời, tôi đang mắc mà. Ủa ghê luôn á. Rồi tự đi. Nằm kiểu kỳ cục mày. Vừa, cái đánh thường chi, gán chịu. Trời ơi, tôi đang tìm giáo án cho chị Sáu đây nè. Lướt nãy giờ tải về cả trăm trang luôn rồi, mà không thấy đâu vô đâu, nó như đám rừng vậy đó. Biết làm sao cho chị Sáu chỉ dạy đây. Có chưa? Có nhưng mà nhiều quá, giờ tùm lum hết trơn rồi sao mà biết được đây. Thôi kệ đi, bây giờ tính để cho nó họ chỉ dạy thì cơ ứng biến chứ biết làm sao giờ. Ê, đâu có được mày. Trời ơi, lỡ dạy bậy cu đất nó biết, nó cười cho nhục mặt luôn á. Con nít bây giờ nó thông minh lắm, nó không phải giống như mình hồi đó đâu. Ê anh Bảy. Gì? Vậy bây giờ á, em với anh nè, giả làm học trò đi, cho chị Sáu chỉ dạy thử còn sao. À nghe, cũng được á. Tía. Ủa Sáu đâu vậy? À, dạ chị Sáu á, chị đi vô trong phòng rồi. Chị nghiên cứu về cái giáo án đi dạy học trò đó tía. Nghiên cứu hay là nghiên ngủ? Tía đã hứa với người ta rồi đó nghe. Nói chị Sáu bay á, ráng nhận thêm 5-6 đứa con nít cho xóm này nè, dạy cho nó vui. Chạy. Dạy luôn hả tía? Ok, mà cũng đâu có sao đâu, dù gì giờ chị Sáu cũng đâu có làm gì, giống như nhận thêm công việc cho nó vui. Đúng rồi, không làm thì thôi, làm hết cho tới nơi tới chốn. Lỡ leo lưng cọp rồi, ngồi chỉnh luôn, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ mới được xuống. Ui, tí yên tâm đi, chị nhỏ, chị Sáu nhà mình có chuyện gì mà bả không dám làm. Ráng lên như sao, giữ uy tín cho tía, tí hứa với người ta rồi. Hên xui. Ủa chị Sáu, sao chị không dạy đi chị Sáu? Chị phải đợi cho các bạn vô đủ lớp rồi chị mới dạy. Nghĩ sao cô giáo dạy một đứa mà dạy, không hề, phải đông mới dạy. Em tưởng chị không biết dạy chứ. Bớt bớt nói được không? Tới đây hả? Rồi vô đi con. Lên ghế nè. Lên ghế ngồi. Con để cái ghế ra được không? Trời ơi, nhỏ quá mà. Yeah, đúng rồi. Vô vị trí. Ủa hết chưa con? Hết rồi. Vô đây thôi hả? Vô đây rồi. Chà, vô hang được mấy đứa rồi con? Mới có 4 đứa rồi tía. Từ từ tí vô trong ngọn, tí mót thêm vài đứa nữa. Vô đây mệt lắm rồi. Đâu mệt, đông vui con. Dễ thương con. Nghe, cố gắng học nha. Ráng học cho giỏi ha. Tết ông Hai thưởng mỗi một đứa một bộ đồ mới. Tí sao lúc đầu tí hứa một đứa ra đông dữ vậy? Đâu, từ từ. Làm cô giáo phải đông nó mới vui chứ. Tía. Không vui. Vui, tí thấy vui. Cố lên con, cố lên nha. Tao phát lương cho. Đó, rồi học nha. Ông Hai ra sao bẻ bưởi chút cho anh nha. Rồi, giờ trước khi vô lớp làm quen nè. Bạn An đúng không? Dạ. An học lớp mấy nè? An học lớp 3. Con lớp mấy? Con học lớp 3. Con lớp mấy? Thì lớp 1. 1. Con lớp mấy? Không biết. Con không biết luôn hả? Con vậy sao vậy? Vẫn là con gái chưa một lần. Bài đó là bài gỗ của tao, mày không được hát, nghe chưa? Trời đất ơi, bà làm như bài đó, bà mua mình bà bản quyền. Mời cô Hồng. Sao tía mày á, với ông Chính Kiền á, hình như á, là có cái thù quá gì đâu từ hồi kiếp trước đến giờ sao á.
cứ mỗi lần gặp nhau là cự cãi, đúng cũng cãi, sai cũng cãi. Tao hỏi mày, riết tao không biết tao bên ai nữa. Ê rồi còn chuyện Sáu Nhú á, nó làm cho Sương sao rồi? Trời đất ơi, cái gì vậy cô Hồng? Bà mới vừa ngồi bà nhắc chuyện của tía tôi với chú Chính Chiền đây, giờ bắt bà Sáu Nhú lẹ vậy trời. Thì tao á, cái tối mà nằm xuống á là tao sắp sẵn ở trong đầu rồi, là sáng ra tao phát à vậy á. Thì cũng vậy thôi à. Vậy là sao? Trời đất ơi, cô nghĩ đi, cái tụi nhỏ nó quậy như quỷ vậy đó. Nhìn bà chị Sáu con á, bà chạy lên chạy xuống, bà thở hổn hển, thấy thương bà chị con luôn á. Mà cũng may đó nha, cô chưa đi nói chuyện này cho người ta biết á, chứ lỡ mà có người biết, ta đi ngang nhà con ta nhìn vô á, chị Sáu con chạy anh ẩn xìu xìu, thở lên thở xuống cho ta cười thúi đầu luôn á. Sao mày biết tao chưa nói? Trời đất ơi, bà lẹ dữ rồi đó con Hồng. Đó giờ vậy mà. Bởi gì? Không có hổ danh là bà Hồng thời sự ha. Tao quyết không bao giờ á, tao để cái danh đó hả, Hồng thời sự gì á, vô tao ái trừ á, tao quyết giữ tới cùng. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, mày về nói với Sáu á, là dậy một ca không nổi thì chia làm hai, sáng tối vậy, đúng không? Trời đất ơi, bà nghĩ thì sao vậy? Bả mà dạy được ca thứ hai con cùi xúc móng á cô Hồng. Nói nó cố lên, vì cái sự nghiệp ra trồng người, chịu khó một chút đi. Trồng người con không biết, con thấy là không ổn rồi đó. Mày về mày nói với nó, cho tao đăng ký hai đứa cháu nữa nha. Hả? Ừ. Cái gì? Trời đất ơi, cháu cô gì mà vài bữa cái nó mọc lên đứa này, bữa sau cái nó mọc lên đứa kia, bộ nhiều cháu dữ lắm hả? Thì dòng họ nhà tao đông lắm. Hết cái xẻo lá này không? Khoảng chừng nữa thôi. Cô Hồng, nay có nước gì mới không? Có, cà phê nai. Ủa, cà phê nai? Hồi nào giờ nghe có cà phê trồn. Làm như có cà phê nai trời. Kinh nghiệm đi mua cà phê cho tía từ nhỏ tới lớn, chưa nghe qua loại cà phê này luôn á. Đây, cà phê pha ngày hôm nay, có nghĩa là cà phê nai. Mày có cần tao đóng mộc vô sản xuất ngày hôm nay không? Trời đất ơi, bán cà phê cũng mà đặt chơi chữ nữa hả? Ê, ví dụ Sáu Nhú nó làm dạy học rồi dễ không? Dễ điên thì có. Trời đất ơi, tụi nhỏ nó quậy như yêu như ma bển kìa. Gì mà mới có mấy đứa rồi, than lên than xuống rồi. Vậy thấy thầy cô trong trường dạy mấy chục đứa giỏi thiệt đó nha. Thì bởi vì mới nể phục mấy thầy cô giáo mà chịu nổi tụi nó luôn á. Vậy là Sáu Nhú nó chạy rồi phải không? Sợ rồi phải không? Bây giờ con nói cô Hồng nghe nè. Nguyên một cái lớp chỉ có 3 đứa thôi. Một đứa lớp 1, đứa lớp 2, đứa lớp 3. Mà hễ mà hỏi đứa lớp 1 á, thì đứa lớp 2, lớp 3 trả lời. Thì người ta nó biết. Đó, còn hỏi mà ngược lại ở lớp 2, lớp 3, cái đứa lớp 1 nó nói, cô ơi em không biết, cô em không hiểu. Bởi nó không trả lời được là đúng rồi. Bực mình quá, bởi vì không đó. Trời ơi, đã dạy 3 lớp khác nhau thì phải cho ngồi riêng ra, tách ra, chứ ai đứng ngồi chung sao dạy được. Đúng không? À ha, cô nói này cũng có lý nè. Đúng rồi. Để con về á, con bàn với bà Sáu Nhú còn sao. Bây giờ một lớp là có 3 đứa 3 lớp khác nhau phải không? Thì chia ra, đứa ngoài hành lang nè, đứa nhà trên, đứa nhà dưới. Đó là cho khỏe phải không? Đúng rồi. Nhưng mà con thấy gì cũng không được cô Hồng ơi. Chị Sáu con có tướng bà nhỏ xíu chút ép gì nè. Rồi là chia ra cái nhà rộng thênh thang gì á, rồi tụi nó quậy, bà chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống, bà thở hổn hển rồi bà xỉu ngang luôn á. Vậy con nít á, nó phải vậy thôi, nó phải cố lên. Chứ con nít nó đâu có thể nào nó ngồi yên như người lớn được. Nó hiếu động mà, đúng không? Con giờ con thấy cái tình hình này là không ổn rồi đó. Mấy hôm nay ở nhà con bển muốn điên luôn. Sáu Nhú, Sáu Nhú, Sáu Nhú ơi. Sao? Mỹ Ngò, Lãnh Đàn, cứu tao đi. Trời ơi, Mỹ Ngò, Lãnh Đàn. Trời Phật, thánh thần, thiên địa ơi, ở nhà đầy đủ vậy đó mà ngoài tao kêu muốn rác cổ họng, không đứa nào ừ hử gì hết. Tụi bay tỉnh khẩu hết ra gì hả? Vậy nãy giờ là tía về đó hả? Trời ơi, vậy mà cái giọng tía bữa nay nghe sao y như nghẹt mũi vậy đó. Con nghe kêu gì Sao Nhiêu, Sao Nhiêu,
Làm đâu là tưởng đâu là phụ huynh ta tới ta gửi học trò. Rồi đụng cái chị Sáu chứ đau bụng quá chứ ôm bụng chứ chạy đi đâu rồi tía. Mày điên rồi hả? Tao kêu lòng lòng gì mà mày tả lên là hứ nhú là sao? Ủa tía, má đi chợ chưa về nữa hả tía? Tao có biết đâu, mới về cái đợt mày không thấy sao còn hỏi nữa. Ủa má đi chợ mua gì mà lâu về với tía? Chợ mua cá lóc về nấu cháo bồi dưỡng cho chị Sáu mày, hổng về để dạy học nó mệt. Bởi vì con nói với tía má rồi, chị Sáu chị không có cái tay dạy học trò, mà tía má cứ ép chỉ là kêu dạy đại đi hoài. Dạ đúng rồi đó tía, muốn dạy là phải học ở trường lớp đàng hoàng chứ đâu phải ở tay ngang đâu. Tía má kêu sao dạy sao vô. Dạ có ai nghe lời đâu. Tôi về nè ông ơi. Để tôi ra sao mận cá lóc nấu cháo cho con Sáu nhú nó ăn. Ăn cái gì, nó đang muốn ói trong kìa, nó không có ăn đâu. Vậy hả? Thôi để tôi coi nó thử làm sao. Đi con. Alo, tôi nghe. Trời ơi, không về công việc lu bu quá trời cô ơi. Không ở không đâu qua. Chứ có giận hờn gì đâu. Tôi cái này tôi luyện thành công rồi. Tôi đâu còn giận hờn gì ai nữa. Ừ, nói vậy nghe. Ừ, tôi bận lắm. Ừ. Dạ, ai vậy tía? Ai mày hỏi chi vậy không á? Dạ nghe cô Hồng. Ý ha, heo nó kêu, để con cho heo nó ăn cái nha. Alo tôi nghe. Ừ được. Được được. Ở dưới qua liền đi. Vậy nha. Ủa nữa hả tía? Nữa cái gì mà nữa. Vợ chồng ba nó cất nhà xong rồi. Yeah. Vậy kỳ này chị Sáu thoát nạn rồi. Đúng chưa? Vậy thoát nạn nha. Đó đi đi. Chân người ta. Bà này bà ngộ lắm nha. Đó, lúc mình đang cần á thì không thấy tâm hơi gì của bà hết á. Bà ơi. Má Nhu ơi. Cái gì vậy? Nó nói nghe nè. Kêu giật giỏng à. Bà làm ơn bà đi nhanh nhanh giùm tôi cái bước dài dài á. Bà bước ngắn ngắn không à. Bà ra tới đây cái tới chiều luôn à. Ơi mệt muốn chết à. Làm như không á. Mệt quá cái gì. Làm gì ở trong kia mà tôi kêu ngoài này muốn chết luôn á. Không thấy gì. Mà công chuyện với làm gì. Nghe dặn nè. Tôi đi lên sớm trên. Chiều tôi mới về. Bà với thằng Tám Tàng với thằng Bể Cò ở nhà canh hai con gà cho tôi. Cho ăn uống đầy đủ nha. Tôi về mà mất một con đó là mẹ con bà đã bỏ mụn vô thúng bưng đi luôn à. Biết rồi. Không có nói tới nói lui nữa mệt mấy bà quá. Nhớ không? Hai con đó. Đi vô lấy nón rồi đi à. Ủa? Bé con ơi. Bé con. Dạ. Vô ba biểu coi. Dạ. Con đi lấy thức ăn cho gà ăn giùm má coi. Sáng vô lu bu má quên rồi. Mẹ đi ông về ông chửi chết á. Dạ dạ. Cú 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 cú. Ủa sao má thả con gà ra chi vậy? Không để con cho nó ăn rồi ai thả? Trong lòng kế bên á, thả đâu mà thả. Con gà mái à? Hả? À, gà trống đâu? Có lòng trống à, chung có gà trống. Trời đất ơi. Trời đất ơi con ơi. Vậy là vậy là mất thiệt rồi con ơi. Bây giờ làm sao? Trời ơi kiểu này trông đuổi mình ra khỏi nhà luôn đó con ơi. Rồi để em đi kiếm con. Giờ làm sao? Ê khoan khoan. Dạ. Gọi điện cho tía con đi. Gọi cho ổng đi, ông về ông kiếm phụ. Dạ dạ. Nè đi.
Gà ơi, gà ơi, gà ơi, tiêm đi, về gấp. Có con gà cũng để mất là sao? Tự nhiên nó mất chứ có phải tại tôi hả? Tự mất sao được mà tự mất. Tí tí, không chừng bị ăn trộm sao tí. Sáng sớm cho gà ăn là không thấy nó rồi. Ừ, đúng rồi đó. Anh Bảy nói đúng đó tía, sớm mình nghe đồn bữa nay ăn trộm nhiều lắm á. Đủ chia nhau đi kiếm, đứng đó có sao vậy? Dạ 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 dạ. Mình qua phòng bệnh đi. Đi đi đi. Dạ. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, con gà mày nó bị ăn trộm cắp. Rồi bây giờ chạy vô buồng vô tủ kiếm con về chồng. Ờ dạ, vậy thôi để con qua nhà của bà nhái con kiếm nghe tía. Ê ê, để anh mày cho đi cho, cho qua bệnh tao kiếm. Tao mất con gà rồi đi kiếm con nhái là kiếm cái gì? Tào lao không à? Qua chạy gà gớm kìa, kiếm cho tao. Dạ. Mày biết phải người ta không, tự nhiên qua nhà ta kiếm kỳ lắm á. Kiếm hết nhà nào mình cũng kiếm hết á. Kiếm hết, xét hết nguyên xã này cho tao. Dạ dạ, vậy con qua con xét quán cô Hồng nghe tía. Xét luôn. Dạ. Thiệt tình chứ. Sớm này rất quá trời quá đất, thiệt mất con gà. Tức thiệt chứ. Chú hai. Gì mày? Chú hai, uống cà phê không? Con chở cho đi ủng hộ con cuốc xe. Cà phê cà pháo gì? Tao mất con gà tao đang quạo nha. Mày đi kiếm con gà cho tao. Gà đâu kiếm? Qua bên nhà chính diện. Kiếm con gà, chú cho con 20.000 tiền xăng nha. Mày kiếm có đi, tao cho mày 30. Vô bánh. Chú hai đợi tin vui của tèo. Toàn gặp ma quỷ gì không? À, chắc trong quán cô Hồng có nè. Bả trung tâm tin tức mà cái gì bả không biết. Đi vô hỏi thử coi. Cưng ơi, cục cưng ơi. Cục cưng ơi. Ê, mày làm gì vậy? Ủa cô Hồng, cô có thấy con gà trống của tía con nuôi nó chạy qua đây không vậy? Nãy giờ tao thấy con gà trống mà đâu. Có con gà mái dầu đứng đây à. Gà mái dầu nào? Nè. Trời đất ơi, nước này mà còn đứng đó cô giỡn nữa. Bây giờ con không biết con kiếm con gà trống của tía con ở đâu luôn á. Ổng cưng con gà này dữ lắm. Gà mày làm như người á. Mày kiếm con gà khác mày đắp vô cho ổng là được rồi. Trời đất ơi, đâu có được đâu. Cái con gà này là nó rất là đặc biệt đối với ổng nha. Ổng coi như là một phần máu thịt, một người bạn chí cốt tâm giao của ổng đó nha. Chứ không phải đơn giản đâu. Ổng còn quý hơn tụi con nữa đó. Lỡ kiếm gà ổng được, tiếng con về tiếng đánh con chết luôn á. Không sao đâu, một lát tao qua kia, tao dẫn mày đi mua con gà khác, đưa cho tía mày, yên tâm. Trời ơi, con nói cô Hồng nghe nè, cô biết thì sao không? Sao? Thiệt ra là cái con gà này á. Ủa, đâu ba? À, anh hai. Hả? Tôi nói anh hai nghe cái này nè. Ngồi, ngồi uống trà đi. Ngồi đi, trời ơi, làm gì mà gớm gớm đứng dữ vậy? Ngồi xuống uống nước. Dạ. Ờ, tôi có chuyện này muốn nói với anh hai. Chuyện gì? Thì số là giống như tôi sắp đi nước ngoài rồi. À hả? Dạ. Dạ, đã nghe. Mà rồi bây giờ là có con gà mà không có đem lên máy bay được. Thôi thì bây giờ tôi để lại nó cho anh hai. À. Mà anh hai nhớ á, đừng có làm thịt nó nha anh hai. Yên tâm đi, nếu anh để lại, anh gửi gắm vậy tôi sẽ thương yêu nó. Anh thương nó sao tôi thương y vậy đó. Dạ thôi anh hai, em... Rồi. Dạ. Gà điều ha. Ngon anh hai. Ngon à. Dạ, ừ, dạ. Tao bữa đây tao nuôi đàng hoàng chứ có gì. Trời gà này khôn chứ, gà này dễ thương tâm nè. Chuyện là vậy đó. Thôi tao hiểu rồi. Nhưng bây giờ sự việc nó vậy rồi sao? Hồi tháng trước có thằng kia lại nó đòi mua con gà này 5 triệu. Mà tía con một mực không có chịu bán. Má con bà giận bà chửi quá trời luôn. Thiếu điều muốn đem tía con đi bán ngược lại luôn á. Mà bây giờ con gà không có được bán. Mà con mất nữa, mất tiêu luôn rồi. Trời khổ thiệt luôn á. Mà con nói thiệt với cô Hồng nha. Con mà phát hiện thằng nào con nào nó ăn cắp con gà của tía con đó hả? Con bắt nó, con cắt cổ, con nhổ lông, con xé phai, con đưa vô nồi cháo hết. Ủa, mua gà hả mấy con? À, không, tía tôi mất gà kêu tôi đi qua đây kiếm. Mà gà tía mày mất, mắc gì qua đây tìm? Chẳng khác nào mày nghĩ tao ăn trộm gà. Có đâu, tôi đâu nói ăn trộm cướp gì đâu. Tại tía tôi nói gà bị mất nên đi kiếm vậy đó mà. Đó, một đống gà đó, vô coi con nào của tía mày thì cầm về dọn. À.
có không? Không đi về đi, đứng đây em gì, chỗ người ta làm ăn kiếm kiếm gì kiếm kiếm. Dạ xin lỗi. Con ăn đi con. Dạ. Ngọt quá. Dạ. Ba Lít ơi, Ba Lít có nhà không? Ba Lít ơi, ê ruột tèo vô chơi, vô chơi. Ủa tèo đó hả con? Chú Chính. Thôi sẵn bữa đây ngồi mần chén cháo đi nghe không? Thôi con đi vòng vòng chơi chút về chú ơi. Xuống lấy cái chén cho anh. Dạ. Thằng thôi không ăn đâu mày ơi. Cái thằng thanh niên trai tráng mà mắc cỡ gì con. Ngồi đi, húp chén cháo cho nó ấm bụng. Ngồi xuống con. Ngồi xuống đi. Tại chú Chính mời con mới ăn chứ không ăn chực đâu nghe mày. Ừ. Anh ăn chén có sao đâu. Đã quá ta. Yeah. Đây. Rồi đó. Trai thì Tiết Hạnh làm đầu, còn bạn làm cái đùi nè. Vô 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 vô. Cầm chắc chắc nghe để gớt dập giò đâu á. Ôi. Bụi chà bự chà bá. Dạ. Xin phép chú Chính con được ui cái đằng. Đâu ăn đi. Cái thằng thiệt thiệt. Ê anh Tèo. Hả? Ui cái đằng là cái gì vậy? Là ăn cái đùi á. Thịt nó dai mỡ dai giòn ngon ghê luôn á. Thôi gà trống mà nhà tao có bao đời ăn gà mái đâu. Chú Chính hỏi nè, có giận gì chú hôm sau hôm nay không thấy qua này chơi? Đâu 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 có giận gì đâu. Sao đang ăn cái đùi gà bỏ xuống vậy? Ui da, Chú Chính ơi, tự nhiên con đau bụng quá chú Chính, đau bụng quá Ba Lít rồi. Dạ, thôi con xin phép chú con về nghe chú Chính. Dạ. Gì kỳ vậy? Ăn thịt gà trống sao đau bụng quá. Con về trước, chú Chính ở lại ăn cho cái dĩa thịt gà này nó ngon miệng nghe chú Chính. Về cẩn thận đó nghe con. Dạ. Cái vị còn như được cái đùi, bự quá, dứt luôn. Ăn đi. Hả? Thiệt, tao nói giống mày tiên. Rồi giận sao? Ê, mà mày còn ở quán của Hồng không? Tao chạy qua liền nè. Con, anh qua đây anh nói rõ cho tôi nghe đi nha, nhanh nha. Đợi tao nghe, tao qua liền. Ừ. Trời đất. Chết rồi trời, sao giờ? Gà của tía bị lên nồi cháo rồi. Anh Tèo. Tám. Sao rồi? Từ, cho tao nghi mệt tí xíu mày. Trời đất ơi, lẹ, nghĩ mệt gì nữa. Hồi nãy tao chạy qua bên nhà chú Chính, thấy nguyên gia đình ổng đang nhậu với cháu gà bên á. Rồi sao? Ổng cũ tao vô nhậu luôn. Rồi ổng có vô không? Vô chứ sao không mày, húp được miếng cháu gà ngon dễ sợ. Bởi vì tôi không có ngờ con người của ông hay gì miếng ăn, ông ham ăn vừa phải thôi ha. Tía tôi kêu ông đi kiếm con gà cho tía tôi, ông kiếm hôm qua ông ngọn ăn ngược lại là sao? Đừng nói vậy chú hai, chú hiểu lầm giận tao nghe mày. Tao húp miếng cháo gà thôi chứ tao chưa có ăn thịt gà. Tới 30.000 là ngu sao ăn. Tôi đi mét tía tôi nè. Ê, lên xe tao chở về cho. Chở tôi đi giùm nha. 15.000 nữa nha. Trời đất ơi, giờ này còn đòi tiền nữa. Đi quỷ. Tức thiệt chứ. Tao biết thằng nào bắt con gà tao cũng tới số. Chú hai. Tía. Có gà không? Kiếm được chưa? Thằng nào? Tía, chú Chính Diện á, bắt con gà nhà mình nấu cháo ăn thịt rồi tía. Ủa? Nó nấu cháo rồi sao mày biết con gà mình? Thì con mới bên nhà chú Chính về nè. Con thấy nguyên gia đình đương ăn cháo gà bệnh, có cho con ăn cái đùi gà trống nữa. Vậy là mày có ăn thịt gà tao phải không? Hỏi trả tiền xe mày nha. Đâu có. Con mới húp miếng cháo gà, cái con nhớ trực con trả lại cái đùi chạy về đây cho chú hai hay nè. Mày chở tao qua nhà Chính kìa. Qua nhà chú Chính hả? Chú hai cho con xin thêm 25.000 nữa nha. Thì đi. Dạ. Đó nè tía. Mày tới số với tao. Dạ lỡ chốt, mày chạy đâu vậy? Quên. Chính Diện đâu rồi? Chính Diện. Chào anh hai. Anh hai mới qua hả? Đúng rồi mày. Kiếm mày có chuyện gì anh hai? Mày ngon rồi ha. Trên thế gian này hết con mày ăn hay sao mày bắt con gà tao mày ăn? Hả? Anh hai nói gì kỳ vậy anh hai? Gà gì của nhà anh mà em bắt? Kỳ cái gì mà kỳ, có người ta theo dõi mày. Hồi sáng này nè, gia đình mày ăn cháo gà, mà trong khi đó là tao mất con gà trống là sao? Là mày không bắt thì ai vô đây bắt con gà tao? Anh đừng có tưởng cả cái ấp xẻo lá này có một mình nhà anh có gà. Cục anh nói chuyện gì kỳ quá anh hai.
Nhưng mà trong lúc ta đang mất gà mà mày ăn cháo gà là mày. Em nói anh nghe nha, mình lớn rồi, phải ăn nói cho nó đàng hoàng. Ăn bậy được chứ không có nói bậy được nghe anh hai. Mày đừng có nói chuyện đó, tao cho người theo dõi không rè lận. Tao, mày chờ đi, mày chờ có chứng cứ đàng hoàng đi, rồi tao sẽ vạch mặt ra. Có người ta khai rồi. Tôi thích anh á. Ừ, mà thằng nào con nào nói, tại sao anh không chỉ cho tôi coi? Cái đó để tao về tao bàn với con Tèo sao, rồi tao sẽ trả lời với mày. Tao, rồi người nào khai mày, mày còn mời người ta ăn cái đùi con gà tao nữa mà. Mày ở đó mày chờ đi nha. Ừ, tôi thích anh á, anh cứ tìm bằng chứng đi. Cho hai con trở về. Tao đi bộ. Vậy thôi trả còn cái nón bảo hiểm. Đúng là cha hai lúa này. Ăn nói tào lao. Làm gì hát bạc công tử ôm sùm dĩ té. Đó, mày coi cha hai lúa kìa. Tự nhiên mất gà ghét bết cổ gì ở nhà vậy. Dạ nói tao qua đây tao ăn cắp gà của dạ. Đặng làm thịt ăn, mày thấy nóng không? Tía, có bắt thì chịu đại đi tía. Người ta còn khoan hồng cho mình. Mày là mày con tao đó nha, nha. Con tao mày còn nói vậy. Mày biết con gà đó đâu không? Thằng Tư nó đá độ, thua. Nó đem cái xác con gà về, nó bán rẻ. Tao mua về cho cha con ăn. Ủa chú Chính, chứ con gà đó không phải của chú Hai hả? À, thì là mày. Khi con gà nó cũng giống như tụi mình. Chỗ nào đông đông vui vui là nhào vô hả? Đông đông. À, Vũ Trường. Ủa, sao mày hưu đi Vũ Trường mà ra đây đợi ai hả? Tới rồi. Tới đâu? Tới Vũ Trường rồi. Vũ Trường gì? Đó nè, Vũ Trường, trường gà đó, quá trời luôn. Vậy tao tưởng đi Vũ Trường thiệt, làm tao thay bộ đồ. Cho bỏ cái tặc mày, ngựa ngựa. Ê ê, mà mày ra đây để mà kiếm con gà của chú Hai hả? Ừ. Ê, mà hôm bữa bác Hai nói là con gà nhận dạng sao vậy? Con gà đều, chân vàng. Mà sao tao thấy con nào cũng giống con sao vậy? Cục tác. Ôi, theo. Gà điêu, chân vàng. Ê, ai hiểu không? Không biết nữa. Tao thấy hơi giống chú Hai kể, không biết phải không nữa. Coi dưới cái chân nó có cái thẹo không? Cái chỗ mà cái Hai nó có cái thẹo cắt. Ê, hình như có cái gì kìa. Phải không? Quay lại đi, rồi về coi thử có đúng hay không. Quay chưa chắc ăn. Nè nghe, tao quay mày lại mày ở yên đây nha. Đứng yên, nó quay phim mày một cái. Ừ. Ê, tụi bay làm gì hả? Ê, làm gì? Quay phim. Quay phim gì? À, con gà của ruột đẹp quá. À, tôi tính quay lên để tôi... có người nào mua, tôi giới thiệu cho mày. Đúng rồi. Giới thiệu bán gà giùm mày. Vậy được. Ôi, về. Ờ. Đèo, về. Đừng bán gà này nha. Đừng bán nha. Mấy cái thằng này phân công cái nhiệm vụ đi tìm có con gà đó. Mấy ngày nay không có tìm ra con gà thiệt tình. Bác Hai. Được rồi phải không? Có rồi chú Hai. Có rồi phải không? Có kìa. Đâu? Nè bác Hai. Đâu? Hồi nãy con đi qua bên chuồng gà của thằng Dương á, con thấy nó đang sổ, con quay lại nè. Quay video là chú coi thấy con gà của chú không? Chú Hai, chú coi cho kỹ nghe. Để mắt công gà giống gà rồi mít lòng nữa á. Đúng rồi, nó nè, gà điêu nè. Sao hai mày không chịu chuộng con gà về cho tao? Bao nhiêu tiền cũng được hết á. Có, tụi con thấy con gà giống của chú Hai cái tụi con hỏi mua liền. Mà nó không có chịu bán. Đó, tụi con năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn. Mà nó không là không của chú Hai. Thằng nào vậy? Dạ, thằng Dương ở xóm dưới á bác Hai. Bây giờ làm sao đây? Làm sao mới bắt con gà về cho tao đây nè? Mà bác Hai, nó ăn cắp gà của bác Hai mà bác Hai đổ thừa cho tía con không à. Làm con nhằn tía con quá trời luôn. Tao xin lỗi tía con mày, cái đó tao bậy. Cũng tại ông nội này nè. Thôi, con xin lỗi chú Hai. Tại lanh thôi. Không phải mà một hai mày quả quyết. Cái đùi gà giống hệt đùi gà tao. Xém chút tao lại cha con chính diện rồi thấy không? Cứ gì? Thôi, con lộn chút xíu mà chú Hai cũng nhớ trả tiền kiếm gà cho con nha. Đáng lẽ tao phạt mày đó.
bồi thường danh dự cho anh ta kìa. Đi tiệm gà về đi, rồi ta thưởng. Dạ. Cảm ơn chú Chính nha. Sao anh hai? Bữa nay nhà mất ngỗng, mất dịch gì nữa qua đây vậy anh hai? Anh coi mất cái gì đó, chửi luôn, chửi một lần đi. Thôi, chú nói trên đầu cổ tôi làm chi. Bữa nay tôi qua đây trước thì tôi cũng nói thiệt là tôi xin lỗi chú Chính. Bữa hổm mà tại vì tôi nóng, tôi cũng hơi hồ đồ. Rồi tôi la, tôi hát, vậy tôi thấy về nhà tôi thấy cũng bậy. Chú Chính thông cảm. Con gà này thì tôi quý nó dữ lắm. Mà nó mất vậy đó, mấy đứa nó nói chú Chính bắt gà tôi, chú Chính ăn, chú Chính giọng. Thành thử tôi nóng. Thôi chú cũng thông cảm bỏ qua, mình bà con chòm xóm không. Tôi thông cảm cho anh chuyện anh nóng ruột con gà. Nhưng mà mình lớn rồi, ăn nói cho nó đàng hoàng. Nói cái gì phải có sách, mách có chứng. Tôi nói thiệt với anh là bữa là tôi giận lắm á. Nhưng mà tôi nghĩ á, thôi hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Cho nên tôi không có chấp. Tôi cũng biết chú xóm này chú hiền nhất mà. Để tôi cảm ơn chú nghe. Vậy tôi về chú Chính đây. Từ nhỏ tới lớn tao mới thấy mày tốt cho tao một lần. Thôi về cẩn thận đó nghe. Già cả rồi, ăn nói cho nó đàng hoàng chứ gặp tôi chứ gặp người khác là coi chừng đó nghe. Ê ông Dương, hôm bữa ông cho tôi coi con gà, tôi thấy ngon quá. Ông ấy, ông để lại cho tôi đi. Anh trai. Ôi, gà thôi năm trai, mắc dữ gì ruột. Gà chiến mà, tiền nào của đó, quen biết mới để ra đó nha. Phải rồi mày ơi, thì người ta gà xịn năm trai đúng rồi. Nhưng mà anh phải cho tụi tôi coi lại con gà mới được à nghe. Được chứ, chờ chút. Chờ chút nha. Ôi dồi dồi. Địch đã động, ta chuẩn bị bắt địch. Đây, nè nè nè, thích chưa. Trời, nè nè, không không. Bắt quả tao thấy không? Con gà của tao nè, mày ăn cắp không? Chú đừng có nói là nó bậy nha. Gà nào gà của chú, rõ ràng là gà của con mà. Con gà này là con gà của tao nè. Mày biết con gà tao yêu tao quý nhất không? Tao có làm dấu đàng hoàng nha. Mày coi đi, mày lắc cái chân nó lên coi. Đúng đó, rồi, đây, không? đây. Đó, nói không? Dạ, con xin lỗi chú. Con lỡ dạy, chú bỏ qua con lần này. Lần này tao tha nha. Lần sau á, tao báo công an đó, cho mày biết vậy đó. Đưa gà đây coi. Tại mày không á mà tía tao bị hiểu lầm á. Thanh niên trai tráng lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ chứ. Mày nuôi biết bao nhiêu gà đây nè. Đó. Mà mày nở lòng nào mày đi bắt con gà của tao. Dạ con xin lỗi chú. Mai mốt còn dám làm gì nữa đâu. Chú đừng báo ngang chú. Làm như vậy đó. Mang tiếng mang tay ở cái ấp xào lá này nè. Về mày. Dạ. Chú. Gì? Con chuột lỗi. Tặng chú con gà. Chú thích con nào chú bắt con đó. Thôi không không mày, tao bắt gà tao về được rồi. Về mày. Chú hai. Chú. Mày nguy hiểm luôn rồi mày. Chú. Trời đất ơi, ta cho con gà mà không chịu lấy. Chú hai ơi.